Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của một bộ truyện mới chúng ta cùng đón nghe sau đây. À chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận cũng như là chúc các bạn sẽ có được giây phút thư giãn thú vị cùng với tập truyện nhé. Tập 1. Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ giữa lòng thành phố đông Hà, cô gái trẻ ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt xinh đẹp nhìn bóng lưng cao cao của cậu thanh niên trong phòng bếp. Nhìn giá người cao giáo đó Cô khẽ thở dài Thời gian đúng là trôi qua nhanh đến không tưởng Mới hôm nào vừa gặp cậu ấy Chớp mắt một cái đã mấy năm trôi qua Tầm gì hồi tưởng quá khứ Cái ngày rông bão mưa tầm mưa tã không dứt Dưới trạm xe buýt vắng bóng người Cô thấy cậu bé lặng im ngồi trên dãy ghế chờ Cậu bé có đôi mắt to tròn Nhưng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ ngũ quan hài hòa là da trắng mịn màng gương mặt thanh tú cả người to lên vẻ sang trọng của con cháu nhà thượng lưu diệp tâm di nhíu mày nhìn cậu bé cô đắn đo một lúc rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu cậu bé này xem ở đây thế ba mẹ em đâu cậu bé đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn cô tôi đi lạc tâm di tròn mắt nhìn cậu bé tí tuổi lạnh lùng đến mức này á cái gương mặt này ờ nhỏ Xoái phết Thế nhà em ở đâu? Chị đưa về Tôi không có nhà Sao kỳ thế? Kỳ lạ cái gì? Chị hỏi nhiều thế Tầm gì há hốc miệng không phản bác được Ơ cái thằng nhóc này Sao nó lại Được rồi chị đây mặc kệ em Chuyện xe buýt mà cô đang đợi cuối cùng cũng tới Tầm gì định bước lên xe Nhưng lúc quay lại nhìn Lại không nhẫn tâm để mặc cậu bé đây một mình Thở dài một hơi Cô cười cười nói với bác tài xế tốt bụng Bác người bác bác đợi cháu một lát đi tới trước mặt cậu bé cô đưa bàn tay ra nếu em không có nhà thì đi với chị đi đâu đi về nhà chị chị nuôi em cậu bé chần chừ một chút đưa tay cho cô tạm thời tôi chịu thiệt đến với chị đợi sau này tôi lớn rồi tôi nuôi chị nhé tầm gì dở khóc dở cười nắm tay cậu bé đi lên xe bắt đầu từ đấy hai người sống chung một căn nhà Vậy mà thấm thoát 6 năm trôi qua Cậu bé 12 tuổi ngày nào Đã trưởng thành với nét đẹp trai ngồi ngội Khiến vạn người u mê Tâm Di là cô cả nhà họ Lục Là cô con gái không được thừa nhận Của ông Lục Đình Phong Mẹ cô xuất thân người hầu Lục gia Nên sự xuất hiện của cô trên thế giới này Đó là sự nhục nhã Đối với gia tộc lớn như nhà họ Lục Từ lúc còn nhỏ Cô chứng kiến cảnh mẹ bị ghẻ lạnh Để cả cô cũng chẳng có được mấy ngày sung sướng khi cô lên 15 tuổi Mẹ cô bệnh nặng qua đời Tâm Di xin phép ông Phong cho ra ngoài tự lập Dĩ nhiên ông Phong lập tức đồng ý với một điều kiện Cô không được để cho ai biết Cô có quan hệ với Lục Gia Cũng vì lẽ đó Cô đổi luôn sang họ mẹ Từ Lục Tâm Di thành Diệp Tâm Di Ăn đi Dĩa cơm thập cẩm đặt xuống bàn Tống An Hạo nhìn cô Rồi ngồi xuống phía đối diện Cậu thanh niên nhỏ hơn cô tận 4 tuổi nhưng nếu so với kích thước cơ thể Đúng là hơn cô một trời một vực Khi cô đứng cùng cậu Cô chỉ ngang với lồng ngực cậu thôi Đưa muỗng cơm vào miệng Nhai nhai rồi nuốt xuống Tâm di hỏi người trước mặt Này nhóc, sao thi tốt nghiệp rồi nhỉ An hạo thở dài Đặt muỗng cơm xuống rồi lạnh lẽo trả lời Tôi lớn rồi đấy, chỉ đừng có gọi tôi là nhóc nữa chứ Ờ, xin lỗi đấy Hi, <laughs> Chị quen rồi mà Nói xong cô nhẹn miệng nở nụ cười Nụ cười rạng rỡ với chiếc răng khảnh nhỏ xíu thực đáng yêu Hạo đưa ngón tay trỏ chạm vào chán cô rồi đẩy nhẹ Anh ghét nhất chính là cái bộ dạng này của cô ấy Cái bộ dạng khiến người ta đánh không nỡ mà ghét không đành Chỉ có thể làm cho người ta càng nhìn càng thấy yêu thích Đợi một thời gian nữa chị nghỉ việc ở ba đi Câu nói của anh khiến cô không hài lòng Chăm chú như người trước mặt Cô nghiêm túc nói Chị nghỉ làm á Vậy hai chúng ta cạp đất mà ăn à Không tệ tới mức đó Có chăng chỉ là đi ngồi lề đường thôi Thôi bớt nói nhảm đi Chị phải làm Kiếm tiền để nhóc vào đại học chứ Tôi tự lo được Thôi không nói chuyện này nữa Ăn đi ăn đi Em có phải đi học nữa đấy Cuộc tranh luận kết thúc Hai người chẳng ai nói với hai câu nào Hạo ăn xong thì đi ra khỏi nhà Di nhìn theo bóng lưng anh rồi thở dài nói sao thì cậu bé năm đó cũng đã lớn hai người cũng không thể giống như trước có lẽ cô nên rời đi để cho cậu một mình ở lại đây sẽ tốt hơn hạo đi ra ngoài cách xa ngôi nhà nhỏ một chiếc xe sang trọng đậu sẵn ở đó đợi anh nhìn anh bước tới người thanh niên một thân tê trang chỉnh tề vội cúi đầu chào anh cậu chủ à ông chủ bảo tôi đến đón cậu về ạ về á tôi không có nhà cậu chủ cậu đừng làm khó tôi mà Tránh ra Cậu chủ nếu cậu không trở về Ông chủ sẽ bắt cô gái đó Hảo im lặng Đôi mắt lạnh lẽo hiện lên tia chết chóc Giọng nói không chút độ ấm vang lên Khiến người ta không rét mà run Động đến cô ấy Hãy trở về nó với ông ta Cứ thử động đến một sợi tóc của cô ấy xem Cậu chủ à Ông chủ Về nhắn với ông ta Nếu người của tôi xảy ra chuyện gì Tôi nhất định san bằng cả căn nhà của ông ta không đợi người kia trả lời Anh bỏ đi không quay đầu nhìn lại 6 năm trước vứt bỏ anh 6 năm sau muốn tìm anh về á Bọn họ cho rằng anh là kẻ ngốc à Sao lại không nhìn ra ý đồ của bọn họ Mục đích lần này bắt anh trở về Đó là mối hôn sự với Tô Gia Mối hôn sự mà người mẹ quá cố của anh sắp đặt từ trước khi bà qua đời Nếu anh trở về kết hôn với Tô Gia Thì người hưởng lợi há chẳng phải nhà họ tống bọn họ anh đây không có ngốc đâu Chiếc điện thoại trong túi reo lên An Hạo nhìn dãy số gọi đến Rồi nhẹ nhàng nhấc máy Có chuyện gì thế? Tống Tổng à Hôm nay có cuộc họp cổ đông Bạch Lão ra tuyên bố cho anh quyền thừa kế toàn bộ tài sản Được rồi tôi biết rồi Cho người đến đón tôi địa điểm cũ Dạ vâng Tắt máy anh đưa tay chạm nhẹ màn hình điện thoại Tâm gì Qua ngày hôm nay tôi không để em chịu khổ nữa đâu Đoàn Bạch Dương Cuộc họp cổ đông vừa kết thúc Bạch Trí Thanh, Chủ tịch tập đoàn Bạch Dương vừa tuyên bố Sẽ để cho họ trở thành tổng giám đốc tập đoàn Cổ đông vừa nghe tin này phản đối Họ cho rằng việc để cậu nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3 lên làm tổng giám đốc Đó là việc không hợp lý Nhưng sau khi nghe qua kế hoạch và ý kiến của anh Bọn họ ai nấy tâm phục khẩu phục Cứ như thế hạo trở thành tổng giám đốc tập đoàn Bạch Dương Trong phòng chủ tịch Hảo này con định khi nào thì trở về Ông Thanh đặt tập tài liệu xuống bàn Nhẹ nhàng nâng cặp kính nhìn cậu thanh niên trước mặt Đây là cháu ngoại ông Là con trai của cô con gái xấu số Đáng thương của ông Bạch Tuyết Lam Hảo đứng quay lưng phía ông Đôi mắt điềm tĩnh như ngoài cửa sổ Đây là tầng cao nhất của tà nhà chọc trời Thuộc tập đoàn Bạch Dương Đứng ở vị trí này Anh nhìn thấy toàn thể thành phố Đông Hà thành phố rộng lớn, vậy mà chẳng có nổi một chỗ yên bình cho anh dừng chân, nơi anh muốn trở về nhất. Chiếu căn nhà nhỏ của cô gái đó, Tâm Di. "Hạo. Ông ngoại ạ, à, bây giờ chưa phải lúc, Con vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong ạ." À. "Thế thì con mau tranh thủ làm cho xong, ông cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu." "Vâng, con biết ạ." À. Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, Hạo nhìn dãy số gọi đến, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc hóa dịu dàng, nhấn nút trả lời cuộc gọi. Đầu xe bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của cô Hảo à Có chuyện gì thế Nhóc về chưa thế Ừ sắp rồi Nhanh nhanh được không Chị chị không ổn Hảo thở dài Biểu cảm 3 phần bất lực 7 phần còn lại cũng là bất lực nốt Anh biết chuyện không ổn của cô là gì rồi Được rồi về ngay đây tắt máy Khóe môi anh cong cong một đường cong mê người Cái cô chị này của anh năm nay hơn 22 Lớn hơn anh 4 tuổi Thế mà nhõng nhẽo chả khác gì cô gái tuổi đôi mươi Mỗi lần xảy ra chuyện Dù lớn hay nhỏ cũng đều sẽ tỉ mạnh Hảo, ai thế? Dạ không có gì Ông ngoại, con có việc về trước ạ Sao lại về? Không ăn với ông ngoại bữa cơm à? Con xin lỗi, hôm khác nhất định ăn cơm với ông ạ Cái thằng nhóc này Ngày mai con sẽ đến công ty đúng giờ Ông ngoại cứ yên tâm tạm biệt ạ Không đợi ông nói thêm câu nào anh xách ba lô và rời đi Anh nhíu mày nhìn bóng lương anh Đôi mắt già nua hiện lên chút phức tạp Biểu cảm của anh ông đều đã thấy Có thể khiến cho người đàn ông mỉm cười dịu dàng như thế Chỉ có thể là ý chung nhân Căn nhà nhỏ của tâm gì Cô đang nằm trên ghế sofa Biểu cảm vô cùng là không tốt Đau quá, thực rất đau mà Cánh cửa mở ra, hạo từ bên ngoài đi vào Thấy cô nằm trên ghế Anh đặt cái ba lô xuống rồi đi phía cô quỳ một chân xuống sàn anh nhìn cô ánh mắt dịu dàng nhất đau lắm à ừ đau thật đấy đợi chút nhé tầm gì nhìn bóng lương anh đi vào bếp trái tim lại có chút ngọt ngào mặc dù hơi kỳ kỳ một tí nhưng đây là thói quen của cô giờ muốn có sửa thì cũng khó có mà sửa được hảo từ trong bếp đi ra trên tay mang theo cốc nước ấm với cả chai thủy tinh đựng nước để tới trước mặt cô anh đặt hai thứ lên bàn nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy nào uống chút trà gừng đi Thôi thôi thôi, không uống đâu Cái này khó uống, ai ủi đau quá Thôi, vậy nằm xuống đi Cô nằm ngay ngắn trên ghế sofa Hảo lấy chiếc khăn tắm gấp đôi rồi đắp lên bụng cô Anh cầm cái chai thủy tinh đặt nước nóng lên đó Từng chút từng chút giúp cô giảm đau Nhìn cách anh ăn cần đối với cô Di bỗng dưng nảy sinh cái loại cảm giác lạ Đỡ hơn không? Ừ, thoải mái chút Một lát nữa uống ngụm trà gừng sẽ tốt hơn đấy Này Hảo Hứ? Hmm? Ờ uh, cảm ơn nhé Hành động của anh đồ ngồi dừng lại Đôi mày thanh tú nhíu chặt Ánh mắt không nhìn rõ biểu cảm nó với cô Vì chuyện gì Dì im lặng đưa mắt rơi vào trầm tư Chính bản thân cô cũng không biết sao nữa Sao mình lại cảm ơn cậu trai trẻ này nữa Cô chỉ biết Từ năm cậu lên 16 Cậu trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho cô Dù ở đâu bất cứ chuyện gì Chỉ cần cô gọi cậu đều có mặt Cậu nấu cho cô từng bữa ăn Lo cho cô từng giấc ngủ những hôm cô đi làm về muộn đều là cậu lặng lẽ đứng đợi cô thậm chí ngay bây giờ cô đến ngày đèn đỏ cơ thể cảm thấy khó chịu người bên cạnh chăm sóc cũng chỉ có an hạo thôi cho nên bất giác cô cảm thấy mình nên nói cảm ơn cậu một lời sao thế giọng nói quen thuộc của anh kéo cô ra khỏi dòng suy tư cô khẽ mỉm cười giọng nói trở nên dịu dàng đến lạ cảm ơn nhóc vì tất cả ấy hạo im lặng nhìn cô Khóe môi nở ra nụ cười dịu dàng. Không cần cảm ơn đâu. Nè, chị hỏi cậu một câu nữa được không? Ừ. Tại sao đối tốt với chị thế? Động tác lan trai thủy tinh của anh dừng lại. Anh nhìn cô cái nhìn vô cùng phức tạp. im lặng một lúc anh lên tiếng trả lời. Chị muốn nghe tôi nói thật hay muốn nghe tôi nói dối? Thì tất nhiên nói thật. Bởi vì tôi thích chị. Câu trả lời của hạo phút chốc khiến cho tâm di ngẩn người Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm người trước mặt Cô tự dưng bật cười Nhóc, em muốn lấy chị làm cho cười đấy à? Chị không tin à? Tất nhiên là không hạo mỉm cười, trong mắt toàn là sự dịu dàng dành cho cô Tuy chị Tiếng cười điện thoại của cô gieo lên Di với tay lấy cái điện thoại nhìn số gọi đến thì mỉm cười Vội vội vàng vàng nhấn nút nghe Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của Nam Di à em làm gì thế em làm gì đâu ạ à? có chuyện gì thế ạ à? tâm di im lặng nghe người đầu dây bên kia nói chẳng biết nam nói cái gì chỉ thấy biểu cảm trên mặt cô bỗng dưng trở nên buồn buồn được rồi không sao ạ à? anh cứ lo công việc của mình đi tắt máy cô nằm xuống đôi mắt thất vọng nhìn lên trần nhà có chuyện gì thế nhìn cô như vậy anh nhịn không được mà hỏi tâm di quay sang nhìn anh ánh mắt thể hiện rõ nét buồn thở dài một hơi cô mới nói tối nay Nam nói đưa chị đi xem phim Thế mà anh ấy lại có chuyến công tác đột xuất chứ Thế vậy thì thôi à Ừ Bé mua rồi biết làm sao nhở Thì tôi đi với chị Hà mắt tầm di sáng lên Đúng thế mà cô quên đấy Bên cạnh có tuyệt sắc Mỹ Nam Đi cùng cậu nhóc này cũng không phải là không thể Nhìn biểu cảm của cô Khoe môi anh cong cong nụ cười Sao thế được đi với tôi vui vẻ vậy à Này đừng có tự luyến Thôi được rồi, chị cứ nghỉ ngơi đi Nói xong anh đi ra ngoài Tâm Di nhìn cánh cửa khép lại 6 giờ tối Hạo với Tâm Di đang đi lang thang trên đường Thấy dòng người tấp nập qua lại Cô bỗng dưng thấy trống trải lạ lùng Nghe trước khi cô với Nam mới yêu nhau Hai người thường hay cùng nhau đi dạo phố Cô thích cảm giác nắm tay anh Cùng anh la cà hết quán này quán khác Khi ấy anh nói Đợi sau này khi công việc ổn định anh đưa cô đi ăn thức ăn ngon nhất Ở những nhà hàng sang trọng nhất Dành cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất Lúc đó cô mỉm cười Nụ cười rất hạnh phúc Nhưng mà người ta nói đúng Thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ Kể cả lòng người Nam được lên trước trường phòng Mà cũng từ lúc đó Khoảng cách giữa hai người Mỗi lúc như một xa hơn Anh bị cuốn vào công việc Quay cuồng với những buổi hẹn hò với khách hàng dần dần thời gian dành cho cô mỗi ngày một ít những cuộc hẹn hò không còn những lần dạo phố cũng mất thậm chí kể cả những tin nhắn chuyện trò những cuộc gọi đường dài cũng mất đi lang thang với những suy nghĩ trong lòng tâm di vô tình tông trúng người ta hảo vội kéo cô lại cẩn thận quan sát khắp một lượt chị có sao không đấy không sao đâu hình như chị tông trúng người ta quay sang người đối diện tâm di vội cúi đầu xin lỗi thật xin lỗi ạ tôi không cố ý Hân hân, em có sao không? Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tâm di ngẩn người. Gương mặt xinh đẹp ngước lên nhìn người trước mặt. Đôi mắt ngạc nhiên đến nỗi không tin vào những gì mình vừa thấy. Nam. Nghe người gọi tên mình Nam quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc như ngưng động. Một người ngạc nhiên, một người là trốn tránh. Nam. Anh với cô ấy... Cô gái bên cạnh anh lên tiếng hỏi lúc này tâm di mới để ý cô ta hình như đang mang thai không quen xin lỗi bà gái tôi nhận nhầm người hạo lên tiếng trả lời bàn tay to lớn nắm tay cô kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người kia tâm di bị anh kéo đi thì muốn quay đầu nhìn lại chỉ là lúc đó anh kéo cô ôm vào lòng ngăn không cho cô nhìn phía sau thôi đi đừng có nhìn nữa sao lại như thế thôi bỏ đi anh ta không xứng với chị đâu Hạo sao lại thế nhỉ Sao ngày đối xử với chị như thế Là anh ta không tốt Không phải lỗi của chị Ôm chặt cô trong lòng Anh lạnh lẹ lẽo hướng tầm mắt nhìn về phía nam Làm cô gái của anh đau lòng Chuyện này anh nhất định không bỏ qua Hạo này Sao thế Chúng ta đi uống vài ly đi Không được Chị quên chị đang đèn đỏ à Nhưng Thôi đi đi Chẳng phải nó là đi xem phim à Không đợi cô trả lời anh kéo cô đi Tâm Di thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn theo từng bước chân của mình. Cô đau lòng thực sự. Trong giả chiếu phim, hai người ngồi cạnh nhau. Tâm Di chăm chú xem bộ phim được chiếu trên màn ảnh lớn. Bất giác cô rơi nước mắt. Anh ngồi cạnh cô, đôi mắt dịu dàng nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mà cảm thấy đau lòng. Cánh tay to lớn vòng qua vai cô, kéo cô dựa vào vai mình. Muốn khóc thì chị cứ khóc đi, đừng có cố gượng. <laughs> Hạo ơi, Tim của chị sao đau thế này chứ Thôi ngoan nào Khóc đi Khóc xong rồi thì đừng nhớ đến anh ta làm gì Cứ như vậy cô dựa vào anh mà khóc Nước mắt thấm ướt cả vai áo anh Hạo này Có phải là chị không tốt Nên anh ấy mới yêu người khác đúng không Không phải đâu Anh ta không biết trân trọng chị Chị đừng tự tranh mình Anh ta không yêu chị Thì về đây em yêu chị Thằng nhóc con Em thấy chị chưa đủ đau lòng hay sao hả Họ bật cười Bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô Em nói thật đấy Hắn ta không yêu chị Thì để em yêu chị Em định làm phi công à Thì sao Chị đâu có già lắm đâu Em chịu thiệt một chút cũng được Cô cười khổ Rồi ngẩng mặt nhìn hạo Lần thứ hai Cậu nhóc tỏ tình với cô rồi đấy Cơ mà Cái mặt đẹp trai người người này Hẹn hò yêu đương với anh Cũng không phải không thể Thôi bỏ đi bỏ đi Suy nghĩ linh ta linh tinh Cô lấy tay vỗ vỗ đầu mình cô suy nghĩ cái gì thế này đúng là điên rồi hả chị làm sao thế chả làm sao hết sau này đừng có đùa như thế tôi không có đùa mà thôi đi này dẹp tâm gì sao cô ngẩng mặt nhìn anh gương mặt anh tuấn áp sát đôi môi gợi cảm đặt lên môi cô nụ hôn Dì tròn mắt nhìn anh trái tim bỗng chốc loạn nhịp bàn tay yếu ớt muốn đẩy anh ra nhưng mà lại bị anh giữ lấy một bàn tay to lớn ôm eo cô siết chặt cô và anh Tôi thích chị, tôi nói thật đấy Gương mặt xinh đẹp đỏ lên Tâm Di im lặng không nói được câu nào Chuyện này có vẻ khá hài hước nhỏ Vừa phát hiện người mình yêu cắm sừng mình Thì lại được một người khác tỏ tình Cô không biết mình nên khóc Hay là nên cười nữa đây Chị đang nghĩ gì thế Có gì đâu Hạo nhóc nghiêm túc chứ Ừ rất nghiêm túc đấy Nhưng mà chị chỉ vừa mới chia tay sao có thể yêu em được không sao đâu chị không cần vội cứ bình tĩnh từ từ em sẽ đợi chị một cánh cửa đóng lại cánh cửa khác mở ra cô và anh bên nhau cũng mấy năm trời hiểu rõ tính tình cho đến sở thích nếu thành một đôi thì cũng không phải là chuyện xấu thôi thì vạn sự tùy duyên nếu là duyên phận thế thì sớm muộn cũng đến với nhau thôi Bộ phim kết thúc Hai người sánh bước đi ở trên đường phố vắng người qua lại Gió đêm thổi hưu hưu Từng làn gió thổi lên da thịt khiến cho cô có chút lạnh Sau này đừng có mặc ít thế này nữa nhé Hạo cửa chị áo khoác khoác lên người cô Bàn tay ấm áp của anh nằm lấy tay cô Mười ngón tay đan vào nhau thực chặt Giữa trời đêm lạnh lẽo Cái nắm tay kịp lúc vừa hay sửa ấm trái tim cô Tâm di cúi đầu bóng hai người in dài trên mặt đường bỗng cảm thấy lạ nhỉ không biết lúc đầu gặp được cậu có phải là duyên phận gì không đây đoạn đường về nhà hôm nay bỗng dưng ngắn đến lạ trên suốt chặng đường đi cả hai người chẳng nói với nhau câu nào chỉ là nắm tay cùng nhau đi như vậy mở cửa vào nhà tầm gì vội vàng chạy vào phòng đóng cửa lại Dẫu sao giữa cô với anh cũng tồn tại một vết ngăn nào đó bản thân cô không nói rõ được vậy cho nên trước tiên cứ phải trốn cái đã Hảo nhìn theo bóng lưng cô Trên môi nhị không được mỉm cười Ánh trăng lẻ loi Tỏa sáng trên nền trời đêm yên ả à. Tâm gì ngồi cạnh cửa sổ Đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn bầu trời đầy sao Cô cũng không biết Ngay lúc này cô nên khóc hay nên cười Khóc vì bị phản bội Hay cười vì vừa được tỏ tình Đang suy nghĩ vẩn vơ Tiếng chuông điện thoại reo lên Kéo cô trở về thực tại Nhìn dãy số gọi đến Tâm trạng cô bỗng trùn xuống bao lâu nhỉ? Có lẽ hơn 7 năm ông ta không tìm kiếm cô. Bây giờ bỗng dư gọi điện, chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng cô muốn thử xem, suốt cuộc ông ta muốn gì ở cô đây? Alo? Nhấn nút nhận cuộc gọi, Di nhỏ giọng trả lời. Đầu dây bên kia lập tức đáp lại cô. Tâm Di, có phải con không? Là con. May quá, ba cứ tưởng con đổi số. Ba... Ba gọi cho tôi có chuyện gì không? À, ba ba có chút nhớ con Tâm gì nhếch môi giọng cười khinh bỉ của cô vang lên qua điện thoại khiến cho người kia có chút không vui Tâm gì à thái độ của con là sao thế không có gì đâu chỉ là nghe ba nói nhớ con nên có chút vui mừng thôi hai chữ sau cùng cô cố ý nhấn mạnh người thông minh có lẽ hiểu được ý tứ trong lời của cô rồi ông phong nén lại sự tức giận sau đó thở dài nếu như không có việc cần tới ông chẳng muốn tìm cô làm gì ba cuối cùng thì có chuyện gì ạ à? ngày mai con về nhà một chút được không về nhà con không nhớ là mình có nhà nữa gì con đừng có quá đáng xin lỗi con họ diệp là diệp tâm di chứ không phải lục tâm di con mà con bận lắm chắc không đến được ạ à? ba không quan tâm dù bận thế nào thì cũng phải về nhà nếu không ba tới tìm con đấy được rồi, về thì về, con ngủ đây, tạm biệt ạ. Không đợi người bên kia trả lời, cô vội vàng tắt máy. Khẽ thở dài một hơi, cô cảm thấy đúng là nhàm chán. Cô chẳng muốn trở về đó một chút nào đâu. Căn phòng mở ra, Hạo từ bên ngoài đi vào trong. Bước đến cạnh cô, anh nhíu mày quan sát biểu cảm của cô rồi hỏi. Lại có chuyện gì xảy ra rồi? Ông ta mới gọi điện thoại cho chị, bảo chị ngày mai về nhà một chuyến. Chị không muốn đi à? tất nhiên rồi chị chẳng muốn nhìn bọn họ thêm một giây một phút nào ấy chứ vậy thì đừng đi nhưng không đi thì không được nói gì thì nói ông ta cũng là ba của chị tâm gì chị đúng là này hảo chị phải làm sao nhỉ thì cứ đi đi em đi cùng chị cô nhíu mày nhìn anh để anh đi với cô á cũng không tôi ờ à, cũng được ừ thôi đi ngủ đi vừa nằm xuống trên giường rộng lớn cô vội vàng bật dậy hảo nghe người nhìn cô Đôi mắt nhìn chăm chăm khi cô cảm thấy cô chú không đúng. Một thằng nhóc 18 tuổi không nên có ánh mắt này chứ. Này, chị lại làm sao đấy? Em, em đi về phòng của mình đi. Không, tối nay em muốn ngủ ở đây. Cái gì? Em đi ra ngoài ngay lập tức. Vừa dứt lời, cô bị anh kéo xuống. Cơ thể nhỏ bé của cô nằm sấp lên người anh. Ai kia không biết xấu hổ hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô trong vòng tay của mình giọng nói lả lời trêu chọc người ta chị mà làm loạn ấy chị đừng trách em đấy em có buông chị ra không em muốn làm gì chị nghĩ xem cô nam quả nữ ở trên giường thì sẽ làm gì nhở tầm gì cứng họng cô không hề nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị cậu nhóc chiếm tiện nghi thế này nhìn vẻ mặt buồn buồn của cô anh kéo cô nằm xuống để cô gác lên tay mình thôi ngủ đi chịu rồi Cứ thế mà bị anh ôm chặt Ngủ ngon lành suốt cả một đêm Sáng hôm sau Tiếng chuông cửa y ngỏi vang lên Khiến tâm di nhíu mày Dần mình tỉnh dậy Người bên cạnh cũng không còn nữa Đi chân trần xuống giường Cô vội bước ra ngoài Thì thấy anh đang tử trong bếp đi ra Dậy rồi đấy à Ừ, um, ai tới thế Không biết nữa, đang định mở cửa Bữa sáng nấu xong rồi Chị vào rửa mặt đi rồi ăn sáng dáng người nhỏ nhắn đi vào phòng vệ sinh Hạo đi ra ngoài mở cửa Cánh cửa mở ra Một gương mặt hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong tầm mắt anh Anh nhíu mày Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm gương mặt loè loẹt son phấn của người kia Cô là ai? Lục tuyết vân nhìn người thanh niên trước mặt Đôi mắt bỗng dưng sáng lên Giọng nói lạ lơi trả lời hạo Tôi là tuyết vân, tiểu thư lục gia Cô đến đây làm gì? Tôi đến tìm tâm gì? dì vừa từ trong phòng vệ sinh bước ra thì nghe thấy có người nhắc tên mình cô đi đến sau lưng anh giọng nói khàn khàn ai tìm chị đấy hạo tránh sang một bên để cô thấy vị khách lạ chỉ là khi cô thấy rồi thì tỏ thái độ vô cùng chán ghét tới đây làm gì làm gì thái độ của cô là sao thế cô nghĩ tôi muốn tới cái chỗ rách nát này à chẳng phải cô cũng đứng đây rồi cô ba đang đợi cô ở ngoài hẻm ba ba nào cái con bần tiện này Dám lên mặt đây à Mày nghĩ mày có giá trị lắm à Tầm gì khoanh tay trước ngực Ánh mắt khinh bị nhìn cô ta Trên môi nở ra nụ cười khẩy Nếu không có giá trị Các người tìm tôi làm gì Mày được đấy Mấy năm không gặp Miệng lưỡi của mày đanh đá hơn rồi <laughs> Hơn thế nào thì vẫn thua cô Trở về nó với ông ta không cần đợi đâu Tôi tự đến Vân lúc này nghiến răng ghế lợi nhìn cô Trong mắt hoàn toàn là sự khinh thường Đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười Ánh mắt to tròn với hàng mi cong cong nhìn sang hạo Nhìn cũng đẹp trai Thế mà sao không có mắt nhìn người Ở với cô ta ấy, Mãi cũng không ngóc đầu lên được đâu Chi bằng đến cạnh tôi đây này Nói không chừng có tương lai tốt đấy Xin lỗi Nhưng tôi nghĩ tôi không chịu nổi cái lớp sang phấn loài loẹt của cô Cho nên tôi xin nhường phúc phần đó cho người khác Anh Ngại quá Chúng tôi phải ăn sáng không tiễn không cho cô ta nói thêm bất cứ một câu Anh lập tức đóng cửa Mà lại đóng rất là mạnh tay Vân lần đầu tiên bị người khác đối xử thế này Quả thực có chút không vui Đặc biệt khi đối phương lại là người rất ư điển trai Tức giận đá cái cửa một phát Cô ta xoay người đi ra khỏi nhà của Di Di nhìn gương mặt điển trai của người trước mặt Nhớ lại lời anh nói lúc nãy tự dưng tới buồn cười Đúng là anh rất khác người mà Chị cười cái gì? Có gì đâu, Hảo cúi người, gương mặt điển trai áp sát mặt cô, khoái môi kéo ra nụ cười thực đẹp, đôi mắt lấp lánh nhìn cô gái trước mặt. Tại sao đỏ mặt? Không, làm gì có đâu. Lại còn chối. Bàn tay to lớn ôm lấy bờ eo nhỏ, kéo cơ thể cô áp sát người mình. Hạo cúi xuống, đôi môi mỏng hôn nhẹ môi cô. Hình như có vị ngọt. Hạo, em làm cái gì thế hả? Đánh dấu chủ quyền đấy. Cái gì? Tâm Di, đừng có từ chối tôi nữa được không? Này Hạo, tôi thích em, là nghiêm túc thích em đấy Cả đời này ngoài tôi ra, không cho phép em yêu người khác đâu Nói rồi anh giữ chặt gái cô rồi hôn xuống Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, Hà đôi môi cuộn lấy nhau không rời Chỉ là sau đấy hô hấp của Di bỗng thay đổi khiến anh buông cô ra trong tiếc nuối Nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc của cô, anh thở dài Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô trong lòng mình hồn nhẹ mái tóc rối của cô anh nói với giọng hết sức nghiêm túc yên tâm đi chỉ cần có tôi ở đây không cho phép bất cứ kẻ nào động đến một sợi tóc của em nói hay nhở không tin à tất nhiên anh nhíu mày nhìn cô với ánh mắt không hài lòng cô gái này đúng là biết cách chọc anh giận nhưng anh vì thế yêu cô một cách bất chấp hai ngón tay véo véo cái mũi cô giọng nói của anh trở nên dịu dàng Nói cho em biết Chứ em ra tôi không ngán ai bao giờ đâu <laughs> Cái này phải kiểm chứng đã Nhìn cái bộ dạng của cô lúc này Hạo vậy mà mỉm cười rất vui Bàn tay to lớn nắm tay cô kéo trong bếp Giọng nói trầm ấm vang lên Mau ăn sáng đi Tôi đưa em đến đó Ngồi xuống bàn ăn sáng Cô trọt tới chọt lui Cứ thế không vừa ý Anh chăm chú nhìn cô một lúc rồi mới hỏi Sao thế không ngon à Không ngon mà Vậy sao lại không ăn Cái đó chị hỏi một câu được không Ừ Thế sao lại thích chị Động tác gắp thư ăn của anh đồ ngồi dừng lại Chẳng biết nghĩ đến điều gì Mà khiến anh lần nữa mỉm cười dịu dàng Ngưng mắt nhìn cô Anh chậm rãi trả lời Cô không biết nữa Thích em chỉ bởi vì em là em Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của cô Tâm di nhìn anh Trái tim nhỏ bỗng rung động Thích cô chỉ bởi vì cô là cô Hờ, Câu này hay nhỉ? Tâm Di này Sao? Sau này bất kể chuyện gì xảy ra Tôi sẽ đều bảo vệ em Câu nói đó khiến Tâm Di bỗng chốc lặng người Lúc trước khi cô hẹn hò với Nam Anh ta chưa từng nói với cô mấy cái lời này Giờ nghĩ lại cũng chỉ thấy đau lòng Di, đừng nhớ hắn ta nữa Tôi sẽ ghen đấy nhá Ờ, à, được rồi Người không đáng thì không nên nhớ là đúng sau khi ăn bữa sáng xong Họ lái xe đưa cô đến trước cổng nhỏ lục Cô xuống xe Ánh mắt có chút bất an nhìn anh Này nhóc Này nhóc à Bảo bao lần rồi đổi cách xưng ngô đi Đủ thế nào Gọi là anh đi Không quen Gọi vài lần thì sẽ quen Cô thở dài Cô không thể ngờ tới có một ngày Cứu non hóa thành sói xám Đứa bé cô nuôi mấy năm trời Giờ muốn trở thành bạn trai cô hay à, cái này nó... Gọi đi Nhưng thực sự không có quen Thôi rồi rồi, không làm khó em Có chuyện gì thì em nói đi Cái đó không vào với chị à? Anh im lặng nhìn ánh mắt lo lắng của cô mà cũng thấy thương Nhưng anh chỉ vừa mới lên chức tổng giám đốc Không thể bỏ bê công việc Mà để cô lại đây thì anh thấy không an tâm Suy nghĩ đôi chút Anh đưa tay xoa xoa đầu cô rồi dỗ dành Tôi có việc phải làm, yên tâm Bọn nọ không dám làm gì em đâu Nhưng Tâm gì em thử tin tưởng tôi một lần được không Cô nhìn ánh mắt kiên định của anh Lời muốn nói không nói nữa Khẽ thở dài Cô lặng lẽ gật đầu rồi đi vào bên trong Hạo nhìn bóng lưng cô Nghĩ tôi nghĩ lui không nỡ để cô một mình Lấy điện thoại trong túi Gọi cho cậu trợ lý mà ông ngoại sắp xếp cho anh Anh vẫn là thiên vị cô Nên phải bỏ lỡ công việc rồi Tống Tổng à trợ lý hả à? hôm nay tôi bận nhé có lẽ là tôi đến trễ anh xem sắp xếp thay đổi lịch làm việc một chút dạ vâng ạ tắt máy anh lái chiếc mô tô đậu vào góc khuất cạnh cổng nhạo lục ở đó có cả hai tên bảo vệ đứng gác cổng hạo nhìn vào bên trong qua kẽ hở của cánh cổng anh thấy cô đứng quay lưng với mình ba về rồi đấy à ngồi đi ba hôm nay gọi con tớ có chuyện gì ạ à? Ông Phong đặt tờ báo trên tay xuống đất Ông nâng mí mắt nhìn cô con gái của mình trước mặt Thời gian thấm thoát cũng trôi qua nhanh Đứa trẻ ngày nào nay cũng lớn rồi Càng lớn càng giống mẹ của cô hơn Xinh đẹp, dịu dàng Đúng là tuyệt sắc giai nhân mà Lâu nay con sống thế nào? Con chưa chết ạ? À? Tâm gì? Thái độ nói chuyện với ba như thế là sao? Cô nhếch môi Bỗng nhiên thấy vô cùng buồn cười Bao nhiêu năm cô lang thang ngoài kia Một thân một mình cô tự lo mọi thứ Có bao giờ ông ta hỏi han cô gì đâu Tự dưng bây giờ lại trở nên thâm tình Đúng là buồn cười thật Có bạn lắm Ba có chuyện gì thì nói nhanh đi Phong thở dài một hơi Cố nén lại cơn thịnh nộ trong lòng mình Giọng nói cụ lắng xuống Năm nay con hơn 20 tuổi rồi Thời gian cũng đúng là nhanh thật đấy Vâng, nhanh thật Mẹ con mất cũng lâu rồi Bà từng đi thắp cho bà nén nhang không ạ? À? Bà, bà xin lỗi Bà, chúng ta đâu thân thiết Bà cũng không cần giả vờ quan tâm con làm gì Bà biết bà có lỗi với con với mẹ con Gì, con hận ba đúng không? Có đâu dám ạ? À? Mỗi lời cô nói đều là lời châm trọng Ông Phong làm sao không nghe ra Chỉ là ông cần cô cho nên mới cố gắng nhẫn nại Tâm Di, con hãy kết hôn đi. Cái gì ạ? À? Tâm Di không nén nổi sự ngạc nhiên, trước khi đến đây, cô nghĩ ra vô số những chuyện ông ta muốn nói, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới chuyện ông ta lại bảo cô kết hôn. Ba tìm được người tốt cho con rồi, mặc dù tuổi tác hơi lớn chút, nhưng nếu con lấy ông ta, chắc chắn sung sướng cả đời. Sung sướng cả đời? Làm gì có chuyện tốt vậy? Nếu như thực sự sung sướng cả đời làm gì đến lượt cô đâu nếu tôi như thế sao ba khâu gạt tuyết vân qua đó à em con nó còn nhỏ nó chưa hiểu chuyện không giấu gì con công ty đang gặp khó khăn nếu không có sự giúp đỡ của ông ấy ba cũng không xoay sở được cô nhếch môi ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo thì ra tìm cô trở về muốn cô trở thành con cờ hy sinh đổi lấy lợi ích cho ông ta ông phòng ông đúng là tuyệt tình thực sự luôn đấy Ba, xin lỗi ba Chuyện này con không giúp được ạ à? Nói rồi cô chỉ muốn bỏ đi Ông Phong vội vã đứng dậy đi đến ngăn cô Gì, ba là ba con Con dám cãi lời ba đấy à Nói tóm lại Chuyện tình cảm riêng tư của con Con hy vọng ba đừng xen vào Nếu như ba muốn liên hôn vì lợi ích gia tộc Hãy nói với Vân ý Hãy nói với con gái cưng của ba ấy ạ à. Bốp một cái Một cái tát tai rơi xuống gương mặt trắng hồng của dì Cô nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt Đôi môi đỏ khẽ nở ra nụ cười khinh bỉ Lưu Đình Phong Ông nghĩ tôi không biết chuyện gì à Chuyện gì, tâm gì Từ lúc nào mà con trở nên không hiểu chuyện như thế à Không hiểu chuyện á Vậy thì như thế nào mới được gọi là hiểu chuyện đây Đối diện ánh mắt lạnh lẽo của cô Ông Phong bỗng dưng thấy trột dạ Ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của người phụ nữ ấy Người phụ nữ vì ông hy sinh mọi thứ Vì ông chấp nhận cắn chặt môi Dùng thân mình cứu lấy sự nghiệp của ông ta Người ông ta dùng sự lạnh lùng để đối đãi Diệp tâm ly Hay phải giống như mẹ tôi ngoan ngoãn lên giường Mặc cho người ta làm nhục để cứu lấy sự nghiệp của ông Như thế mới có thể là hiểu chuyện Con Ông Phong không nói được câu nào Bí mật ông giấu suốt bao nhiêu năm trời Cuối cùng bị cô phanh phui nhưng chuyện năm đó Chỉ ông với mẹ cô cùng với người đàn ông kia biết Tại sao cô lại biết nhỉ Nhìn biểu cảm bất ngờ của ông ta Tâm Di cười lạnh Chuyện cô nghi ngờ suốt gần ấy năm Bây giờ cô có thể chắc chắn Ông Phong, ông không phải ba ruột của tôi đúng không Ông Phong trừng mắt nhìn chăm chăm cô Nhắc đến chuyện đó Ông ta vô cùng tức giận Sự giận dữ hiện rõ trong đáy mắt Ông ta cười lạnh Ánh mắt tàn nhẫn đối diện ánh mắt tâm di. Con có biết mình đang nói cái gì không? Nói gì chứ? Tôi đang nói gì ông phải là người hiểu rõ hơn tôi. Tâm gì? Quá thông minh không phải chuyện tốt đâu. <laughs> Ánh mắt khinh bỉ của cô như người đàn ông trung niên trước mặt. Bị cô nói chúng tim đen nên không diễn được nữa mà nổi giận à? Vậy ngày hôm nay cứ dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ cho xong. Ông Phong... Chúng ta vốn dĩ không có chút quan hệ huyết thống nào Chi bằng hôm nay Sức khoát đoạn tuyệt một lần cho xong Người kia không trả lời Ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm cô gái nhỏ Ông ta đuôi cô bao năm trời Làm gì có chuyện để cô phủi sạch sẽ mà rời đi Hố hồ cuộc liên hôn này mang về cho ông ta lợi ích không nhỏ Người như ông ta làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội này Bước chân chậm rãi đi về phía cô Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn bóp lấy chiếc cằm nhỏ Ép cô đối diện ánh mắt mình Ông phong cười một nụ cười lạnh lẽo nói với cô: "Tao có cách bắt mẹ mày phải cam tâm tình nguyện làm cái loại chuyện bẩn thỉu đấy. Vậy thì mày nghĩ xem, một con nhóc như mày thoát khỏi tao à?" Nói rồi ông hất cằm cô ra. Tâm di hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông ta đầy căm phẫn. Quả nhiên để đạt được mục đích của mình, ông ta không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bây giờ cô phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ tiêu mất. Nhưng trước khi cô kịp bước chân ra khỏi cửa, Trước mặt xuất hiện ba gã đàn ông cao to lực lưỡng Bọn họ đứng xếp hàng ngang Chắn hết lối cửa ra vào Một trong số ba họ lệnh lùng lên tiếng Cô hai Mời cô lên phòng nghỉ ngơi Đừng để chúng tôi phải ra tay Các người muốn làm gì Tự ý bắt giữ người là phạm pháp đấy Một giọng nói quen thuộc vang lên Cô nhíu mày nhìn về phía ông Phong Cô gái ơi Ba bắt nốt một con nghiện Thì không phạm pháp đúng không con Giờ thì cô hiểu rồi Bắt đầu từ lúc bước chân vào căn nhà này Cô không thể quay đầu Ngày hôm nay bất kể đồng ý hay không Ông ta cũng sẽ không để cô rời khỏi đây Lục Đình Phong Ông khốn nạn thật Vân chẳng biết từ đâu xuất hiện Tát cô một cái thực mạnh Nhìn bộ dạng của cô Cô ta nhếch môi đỏ mọng cười Chị hai ơi Chị đúng là không được giáo dục tốt mà Chị dám mắng ba như thế à Em thực không kìm được sự tức giận đâu Các người đúng là cha nào con ấy một cái tát giáng xuống Vân Hà Hê xoa xoa bàn tay mềm mại của mình nhìn cô <laughs> Cái miệng của chị sao không nói được lời nào dễ nghe thế nhỉ Vừa dứt câu Vân hướng chọn cú đạp thực mạnh vào bụng Khiến cô ta ngã sóng xoài ra sàn Cú đạp ba nãy Cô dùng hết sức để dành tặng riêng cho cô ta Đối với loại người như cha con cô ấy Tôi cần phải nói chuyện dễ nghe làm gì Mày Ba Vân tức giận chỉ vào cô Ánh mắt đầy sự tức giận Phong ở bên cạnh cô không kiên nhẫn nữa Bắt nó lại Trở đến khách sạn Giang Nam Nhận lệnh ông chủ Bọn họ lập tức bắt cô Tâm gì không thể phản kháng Chỉ biết tức giận nhìn hai người trước mặt Chúng ta không thù không oán Tại sao ông đối xử với tôi như vậy Nếu con ngoan ngoãn một chút Ta không cần mạnh tay như thế Ông vì lợi ích gia tộc Vì sao không gả cô ta đi đi Vân cười lớn Giọng nói mềm mại thốt ra phấn khích bởi vì chỉ có thứ bần tiện như cô ấy mới phải gả cho cái lão già xấu xí đó. Còn tôi, tôi gả vào Bạch gia, một gia tộc có thế lực vô cùng lớn. Bạch gia. Mối hôn sự đó là mẹ cô sắp xếp cho cô. Nhà ngoại của cô cùng ông lão Bạch có một mối quan hệ vô cùng khăng khít. Năm đó hai nhà hứa liên hôn, nhưng tiếc là cả hai đều cùng sinh con gái, cho nên mối liên hôn rơi vào đời cô. Cô nhớ trước lúc mẹ mất, bà dặn cô đến tìm người của bạch gia chỉ cần nhìn thấy sợi dây chuyền có khắc mặt chữ diệp thì họ giúp cho cô nhưng sợi dây chuyền đó lại bị ông phong lấy đi làm điều kiện trao đổi cho sự tự do của cô chẳng trách ông nhất định muốn lấy sợi dây chuyền của mẹ tôi để lại ông phong ông đê tiện thật trước sự kích động của cô ông ta ngược lại thoải mái trả lời có gái ngoan à người không vì mình trời chu đất diệt bước đến trước mặt cô ông lấy viên thuốc bắt cô uống mặc cô rẽ ruộng phản kháng đám người đó bắt ép cô phải nuốt viên thuốc cô trừng trừng mắt đi người trước mặt giọng nói căm phẫn ông cho tôi uống cái thứ quái quỷ gì thế có gì đâu chỉ là viên thuốc giúp con hưng phấn hơn thôi ông ông có còn là con người không ấy đừng có tức giận khoảng hơn một tiếng nữa con rất thoải mái sau đấy con trở thành phu nhân của lâm tổng một bước lên mây hóa phượng hoàng khốn kiếp lục đình phong ông là đồ khốn kiếp đưa cô hai đi đi lâm tổng sẽ đến đó ngay thôi buông ra các người buông tôi ra tiếng gào thét của cô vang vọng cả ra ngoài ngôi nhà gã đàn ông lạ mặt liền mau chóng bịt miệng cô rồi kéo ra ngoài chỉ là khi bọn họ vừa quay lưng một cú đạp đột ngột đạp thẳng vào chân khiến hắn mất đà ngã xuống thả cô ấy ra giọng nói quen thuộc khiến tâm di như tìm được ánh mặt trời giữa màn đêm lạnh lẽo cô nhìn anh đôi mắt đấm lệ giọng nghẹn ngào gọi tên anh hạo à hạo đừng sợ có tôi đây rồi gã đàn ông áo đen ban nãy đứng bật dậy đưa nắm đấm phía anh chỉ trong nháy mắt bàn tay phải của anh đón được cú đấm của hắn hắn ta nhìn anh đôi mắt trở nên vô cùng kích động hạo cười lạnh đôi mắt sâu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn sao thế sợ rồi à phòng hết sức bất ngờ ở đông hà này Số người có thể cất giấu vũ khí nguy hiểm Chỉ có để đếm trên đầu ngón tay Nhìn lại cậu thanh niên trước mặt Cậu mới 18 tuổi Nhưng nhìn đôi mắt sâu thẳm đó Cho người ta cảm giác e dè Rốt cuộc cậu ta là ai Thả người ra Gạo đen không dám tự ý hành động Hắn đưa mắt nhìn ra ông Phong Sau khi nhận cái gật đầu đồng ý của ông ta Hắn mới buông cô ra Tâm di lảo đảo ngã người phía trước Hảo đưa tay đón được cô Không sao chứ không không sao Ông chặt cô trong vòng tay Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn chầm chầm vào ông Phong Có lẽ ông ta không biết anh Nhưng anh thì biết ông ta rất rõ Dám đối xử với cô gái của anh như vậy Xem ra để anh giải quyết ông ta thế nào nào Hạ ơi chị muốn đi về Tầm gì siết chặt góc áo sơ mi trắng của anh Cô nói tiếng rất nhỏ dường như đang rất không ổn Gương mặt tuấn tú cúi xuống nhìn cô Ánh mắt lạnh lẽo ban nãy Giờ hóa dịu dàng vô cùng Được rồi tôi đưa em về Cậu trai trẻ cậu muốn đưa con gái tôi đi đâu Ba chị ta đang ở cùng hắn ta Ông Phong nghèo mắt Nhìn hai đứa trẻ trước mặt Cậu thanh niên mặc dù trẻ tuổi Nhưng khí chất đúng là hơn người Ở cậu ta có cái gì đó Khiến người khác vừa thấy đã phải dè chừng Đối diện với ánh mắt của ông ta Hạo chỉ cười lạnh muốn biết tôi lái đến tập đoàn Bạch gia hỏi đi. Nói xong anh ôm cô rời đi, phong nhíu mày nhìn ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng anh. Bốn chữ tập đoàn Bạch gia khiến đông có chút bất ngờ. Đến cùng cậu nhóc này cùng Bạch gia có quan hệ thế nào? Rời khỏi nhà họ Lục, anh lái xe như bay chở cô về. Suốt cả chặng đường đi, anh cảm nhận rõ nhiệt độ của cô mỗi lúc một nóng. Không chút chần chừ, anh lập tức tăng tốc, đưa cô an toàn trở về ngôi nhà nhỏ của hai người mờ mờ màng màng trong vòng tay vững vàng của anh cô bắt đầu thấy cơ thể mình dạo rực bàn tay nhỏ bé với những móng tay nhọn hoắt bấu chặt vào cánh tay anh nhưng hảo lại chẳng có chút phản ứng nào hết chị nóng quá hảo ơi chị nóng bọn chúng làm gì đấy lão phong ông ta bắt chị uống thuốc mẹ kiếp hảo ơi chị khó chịu không chút do dự, anh bế sốc cô đi vào phòng tắm dưới vòi nước mát lạnh chảy xuống khắp cơ thể khiến cô thoải mái cô ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vật tường rồi ngẩng mặt hứng chịu những giọt nước lạnh lẽo không ngừng rơi xuống mặt có lẽ chỉ có vậy cô mới cảm thấy tỉnh táo hơn ngay đứng đó không làm gì chỉ lặng lẽ nhìn cô cô uống phải xuân dược nước chỉ có thể xoa dịu đi ngọn lửa trong cơ thể một chút thôi ngâm được một lúc cơ thể trở nên nhợt nhạt cả đôi môi cũng mất đi sắc đỏ tiếp tục thế này thì dược tính chưa giả được có khi cô nhập viện vì lạnh với tay tắt vòi nước Anh vội vã đi ra ngoài Cẩn thận khóa hết các cánh cửa Anh trở lại phòng tắm Rồi kéo cô ra Em, em làm gì thế à Tôi không thể trơ mắt nhìn em chết được Nhưng chị nóng Lúc nãy ngâm nước chị thực sự thấy thoải mái Kéo cô vào phòng ngủ anh đóng chặt cửa Cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh Đôi mắt mơ màng pha thêm chút mị hoặc Hạo kéo cô vào lòng Xoay lưng một cái Anh để cho cô dựa lưng vào tường Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. Anh cúi đầu xuống, đôi mắt phức tạp. Những gương mặt của cô ửng đỏ. Tâm Di, em thích tôi không? Thích á. À? Hình như, hình như có một chút. Vậy tin tôi chứ? Có. Nửa đời còn lại, tôi nhất định không để em chịu bất cứ sự thiệt thò nào đâu. Ngoan nào. Bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô ấn lên tường. Đôi môi mỏng áp lên môi cô tham lam hôn xuống. Tâm Di giật mình khẽ cử động muốn phản kháng. Chỉ là lúc này thuốc trong người phát huy tác dụng Vậy nên khi tiếp xúc với cơ thể anh khiến cho cô thoải mái Tiếng kêu khẽ của cô khiến anh bỗng chốc cứng đờ Rơi khỏi môi cô Anh âm trầm quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp Anh yêu cô, muốn cô là của riêng mình Nhưng lúc này cô đang không tỉnh táo Nếu bây giờ anh làm vậy Liệu khi cô lấy lại ý thức cô có trách anh không? Có xa lành anh không? Anh muốn cô là người của anh Muốn cô bên anh nhưng mà không phải bằng cách này Nghĩ đến điều gì đó Anh buông tay cô ra Dáng đợi chút nhé Tôi đưa em đến bệnh viện Chỉ là khi anh xoay người định đi Bị hai cánh tay mềm mại của cô ôm chặt Cơ thể cô áp vào người anh Khi cô cảm thấy thoải mái Cọ cọ má và lưng anh Hai bàn tay bắt đầu không chịu yên phận Mát quá, mát thật đấy Đâm gì à? Hảo, đừng đi mà Giọng nói nhẹ nhàng của cô rơi vào tai anh Lại giống như cái mồi lửa châm ngòi Anh xoay người đối diện ánh mắt mơ màng của cô Chị có biết mình làm gì không thế hả? À? Biết, đừng đi. Cơ thể của em thật lạnh. Hai bàn tay nhỏ lần mò hàng cúc áo rồi gấp gáp cởi ra. Khi chiếc cúc cuối cùng được cởi, cái áo sơ mi bung ra để lộ cơ thể săn chắc hoàn hảo. Tập gì cắn cắn môi, bàn tay chạm cơ ngực của anh, hành động khiến cho lòng ai kia bỗng dậy sóng. Nắm cổ tay cô anh trầm giọng, "Nếu làm loạn, tôi không chắc mình kiềm chế được đâu đấy." Cô nhìn anh lại không sợ mà dán chặt gương mặt mình vào lồng ngực rắn chắc đó. Hai cánh tay ôm lấy anh, nhẹ nhẹ xoa tấm lưng trong lớp áo. Chủ lý trí cuối cùng của anh bị cô làm cho tan biến mất rồi. Bố ra đi. Không, 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 không muốn. Em hối hận thật đấy nhá. Không đâu. Thật không đấy. Là em dụ dỗ tôi, em nhớ chưa? Sau đó chuyện gì đến cũng đã đến. Tâm gì đã là người của tôi thì chỉ có thể gả cho tôi Biết không hả Ừ biết rồi Trong căn phòng nhỏ Cuộc mây mưa vô cùng kịch liệt diễn ra Trải qua trận vận động kịch liệt Dược tính mất đi Chỉ là cơ thể cô đau nhức vô cùng Nhắm chặt mí mắt cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu Thành phố hôm nay Thời tiết bỗng nhiên thay đổi thất thường Bầu trời trong xanh đột ngột đổ mưa Mây đen che phủ cả một vùng Sấm chớp cũng rạch ngang bầu trời Hạo ngồi trước màn hình máy tính cạnh khung cửa sổ. Anh đang tổ chức buổi họp trực tuyến với thành viên ban quản trị tập đoàn Bạch Dương. Cô gái trên giường khẽ cử động, anh liền cho kết thúc cuộc họp. Tạm thời anh chưa muốn để cô biết thân phận mình. Anh muốn bản thân phải có được một chỗ đứng nhất định trong Đông Hà bằng chính năng lực của mình. Chỉ có như thế mới có thể bảo vệ cô. Khẽ vươn vai, tâm gì nhíu mày, đôi mắt mơ màng chậm rãi mở ra. Đầu cô có chút đau, cố gắng góp nhặt những mảnh ký ức vụn vỡ, Hình như cô bị ép uống thuốc Sau đó anh đưa cô về Hai người về đến nhà Chuyện sau đó thì hình như Đôi mắt mơ hồ nhìn quanh Thì anh ngồi đó nghiêng người nhìn cô Hai mắt hai người chạm nhau Cô dường như nhớ lại chuyện không nên nhớ Lúc này cô mới biết rằng Bản thân mình đã mặc bộ quần áo khác à Tỉnh rồi sao Vừa nói bóng người cao lớn của anh đổ về phía cô Khi anh ngồi xuống giường cũng là lúc cô bật dậy Em, em muốn làm gì? Hào nhìn biểu cảm của cô nhị không được cười Cô gái này rõ là Mới hơn hai tiếng trước đẩy đưa với em không buông Vừa mới ngủ một giấc thì muốn phủi sạch sẽ đấy à Làm gì á Tôi hỏi em đã làm gì mới đúng chứ Chị, chị làm cái gì Chuyện gì không nên làm Thì em đã làm hết rồi đấy Cái gì cơ Tôi không biết đâu Tôi chưa có bạn gái Thế mà bị em hại đời trai Em nhất định không thể phủi bỏ trách nhiệm được đâu Tầm gì muốn cắn lưỡi chết cho xong Đúng là mất mặt, mất mặt quá Giờ cô biết đối diện với anh thế nào Còn đang miên man suy nghĩ Cô bị anh kéo về phía mình siết chặt cô trong lòng Anh nhìn cô ánh mắt chân thành Nếu không muốn để tôi chịu trách nhiệm là được Cái đó Đừng lo, đợi một thời gian nữa Tôi cho em một danh phận Chỉ cần em đồng ý thì em muốn gì cũng được Thật là muốn gì cũng được á Ừ Chị muốn ăn, chị đói quá Hào thở dài đối với cô anh thực sự bất lực mà này tâm gì em xem anh là cái bàn ăn di động đấy à nếu không thì tại sao lúc nào thấy anh cô cũng thấy đói kiểu gì cũng muốn ăn là sao chứ muốn ăn thì cũng được gọi một tiếng chồng đi anh nấu cho em ăn hả anh là uy hiếp cô à nằm mơ đi không nấu chị đây tự nấu ồ được thôi hất cảm lên nhìn anh cô hùng hồn đi ra khỏi phòng vào phòng bếp đứng trước một đống dụng cụ nấu ăn cô mới biết Hóa ra bao lâu nay cô bị anh gải bẫy Suốt bao năm anh luôn là người xuống bếp nấu nướng Cô chỉ việc ngồi ăn Bây giờ tự mình xuống bếp Mọi thứ bỗng trở nên lạ lẫm Sao thế em định nấu món gì Họ làm gì Không có gì Gương mặt đẹp trai kéo ra nụ cười Cô thực muốn úp cái nồi trong tay vào mặt anh Cứ tưởng anh tốt với cô lắm Ai ngờ anh đào hố cho cô nhảy vào Mà bản thân cô tình nguyện rơi xuống hố nữa mới chết chứ Việc gì phải tự làm khó mình Gọi một tiếng chồng ơi Như vậy chẳng phải xong à Đừng có mơ Anh cúi người gương mặt điện trai gần sát với cô Anh nhoẻn miệng cười một cái Trong mắt toàn là sự cương chiều Em đúng là cố chấp thật sự luôn Bên ngoài vang lên tiếng sấm lớn Di giật mình vứt bỏ chiếc nồi trong tay Ôm chặt người trước mặt Gương mặt nhỏ bé của cô giấu vào lòng anh Cả cơ thể cũng run lên bẩn bật Đưa tay ôm chặt lấy cô Anh nhỏ giọng vỗ về Đừng sợ mà ghê 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 quá em cũng biết sợ á sao lại không hảo cạn lời rõ ràng đang sợ thế mà gân cổ cãi về anh nhiều lúc anh tự hỏi cô lớn tuổi hơn anh anh lớn tuổi hơn cô thôi được rồi bỏ tay ra anh nấu ăn cho em người trong lòng lắc đầu liên tục cô siết chặt anh giọng nói pha thêm chút tủi thân thôi 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 không ăn nữa đừng để tôi một mình được không anh nhíu mày cảm thấy có gì không ổn chỉ là tiếng sấm sao cô sợ thế này Em sao thế? Có chuyện gì à? Anh kéo cô ra khỏi lồng ngực mình Hai người đứng đối diện nhau Anh vậy mà thấy cô đang khóc Gì? Chuyện gì thế? Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh Cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc Năm nay 10 tuổi Chị lỡ tay làm vỡ cái bình cổ Bọn họ bắt chị quỳ gối dưới trời mưa Lúc đấy sấm sét vang lên một tiếng Đánh chết một người đang đi ở bên ngoài cổng đấy Hảo nghe vậy bỗng chốc anh lặng người Một đứa trẻ 10 tuổi tận mắt chứng kiến cảnh người ta bị sét đánh chết Vậy thì thử hỏi khi đó cô sợ hãi đến thế nào chứ? Kéo cô vào lòng anh thực sự cảm thấy xót xa vô cùng Cô gái nhỏ này phải chịu đựng quá nhiều rồi Đừng khóc nữa, tất cả đã qua rồi, nào đừng khóc nào Hạo à, đừng bỏ chị một mình được không? Được rồi, anh ở đây, anh sẽ không để em một mình đâu Được rồi anh ở đây Không để em một mình đâu Thật không chứ Thật mà ngoan Đừng khóc nào Hạo à Hử ừ? Có thực là sẽ không để chị một mình đúng không Chỉ cần em đồng ý Nửa đời còn lại Anh đều ở bên cạnh em Được rồi Hứa rồi Nhớ là không được hối hận đâu đấy Được rồi Nhất định không hối hận Chuyện xảy ra Chúng ta Thế nào Chúng ta hẹn hò đi Câu nói của cô khiến cho ai kia rất vui Đây chính là cái câu mà anh muốn nghe đây này Chỉ cần cô đồng ý Quãng đời còn lại Anh nhất định thay cô gánh vác tất cả Suy cho cùng Cô cũng chỉ là một cô gái Cô dĩ nhiên muốn được người khác bảo vệ và yêu thương Hổ ngộ gì Thứ quý giá nhất cô cho anh Hai người sống cùng nhau Cũng không phải mới ngày một ngày hai Hơn nữa ở cạnh anh Cô có cảm giác an toàn Vậy thì tại sao không cho bản thân cơ hội Suy nghĩ kỹ rồi chứ Không thì sao Chẳng phải muốn tôi chịu trách nhiệm với đời trai của mấy người à Sao nghe giống như không cam tâm ấy Anh mỉm cười Vòng tay dịu dàng ôm chặt cô Nửa đời còn lại Anh nhất định không để em chịu thiệt đâu Chỉ cần em không quên lời mình nói là được Mới gọi gì đấy Cô ngẩng mặt nhìn anh Cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa Anh hỏi em Mới gọi anh là gì cơ thì thì là anh gọi là lần nữa xem hả gọi lần nữa đi thì anh hảo nhìn cô nơi đè mắt hiện lên sự vui vẻ suy nghĩ một lúc cô hiểu ý tứ của anh thì ra là vậy à bầu trời mưa không dứt bên ngoài cũng đã đến lúc đêm rồi hai người vào phòng ngủ anh và cô đứng cạnh cửa sổ nhìn từng hạt mưa bay bay dựa vào người anh cô thấy bình yên quá vòng tay anh ôm lấy cô hai bàn tay đan nhau thực chặt lỡ sau này anh quên lời anh nói thì sao sẽ không có chuyện đó đâu hảo em sợ lắm sợ bản thân kỳ vọng sai lầm thêm một lần nữa bàn tay siết chặt tay cô anh dịu dàng nhỏ giọng nói với cô anh dùng thời gian chứng minh tất cả anh yêu em mưa gió qua đi bầu trời hưởng nắng trên chiếc giường êm ái trong căn phòng nhỏ cô vùi đầu vào lòng anh ngủ say Nhìn cô ngủ ngon Anh không đành lòng mà đánh thức cô Tiếng chuông điện thoại khiến cho cô giật mình Mở mắt thì thấy anh Điện thoại của em Nhận lấy từ tay anh Cô nhận cuộc gọi Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lảnh lót Giờ tâm gì ơi Mình về nước rồi Cô nói thật đã à, Mỹ Tất nhiên rồi Mình gặp nhau được không Được 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 Dĩ nhiên rồi Ừ để mình về nhà đã Rồi báo thời gian địa điểm cho cậu Ok tạm biệt cậu Tắt máy, cô liền bác gặp ánh mắt giò xét của anh. Nhìn biểu cảm trên gương mặt đẹp trai, cô buồn cười nhưng mà cũng không dám cười. Ai đấy? À, là Mỹ Mỹ, bạn thân của em ạ. Thật không đấy? Thật mà, anh không tin à? Dĩ nhiên là anh tin. Cô mỉm cười, bàn tay mềm mại áp vào má anh. Đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn người trước mặt. Anh nghe cái gì? Em là người của anh rồi còn gì nữa? Em biết thế thì anh yên tâm rồi. Anh không sợ gì, chỉ sợ mất em thôi thôi được rồi làm sao mà mất nhanh lên anh phải đi học đấy hai người cùng xuống giường cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt mất giác cô cảm thấy đây mới là bình yên cô mong ước đưa anh ra khỏi cửa cô dặn dò đủ điều trước tất cả mọi câu nói của cô anh mỉm cười chăm chú lắng nghe nhìn anh cười cô nhíu mày anh cười cái gì nhìn em giống như cô vợ nhỏ ấy cút đi dầm một cái tiếng đóng cửa rất mạnh tay vang lên họ mỉm cười nụ cười rất vui đằng sau rén cửa cô đang mỉm cười mỗi giờ chiều mỹ đến tận nhà đón cô cô ấy là bạn thân của tâm di từ nhỏ luôn ở bên cạnh chia sẻ và bảo vệ cô ba năm trôi qua hai người hai hướng đi hai người hai tầng lớp nhưng chưa bao giờ tình bạn bị lu mờ ngồi trên chiếc xe đắt tiền sang trọng di nhỏ giọng nói này lần này cậu về bao lâu thế chắc là không đi nữa thôi không đấy ừm bồn ba bên ngoài nhiều năm mình cảm thấy chán rồi bây giờ chỉ về nước muốn an ổn ở bên cạnh cậu thôi thế thì tốt quá tâm di này thời gian qua cậu sống thế nào đám người lục ra có làm khó cậu không đấy cô trầm mặc không nói đôi mắt u sầu nhìn ngoài cửa sổ xe làm khó thì không bọn họ thậm chí không quan tâm cuộc sống của cô cơ mà nhưng mới hôm qua thôi thì xảy ra chuyện cô thử không biết bản thân có thể yên ổn được bao lâu này cậu sao thế bọn họ ức hiếp cậu à Thấy cô im lặng bị lên tiếng hỏi Cô mỉm cười, nụ cười che giấu tất cả cảm xúc bên trong Hôm qua ông ta gọi mình về Muốn mình kết hôn với lại ông Lâm Nhất Đông Hả? Lâm Nhất Đông? Ôi trời đất, cái lão già biến thái đó Ừ, nhưng mình không đồng ý Cậu yên tâm, có mình ở đây Tuyệt đối sẽ không để ai ước hiếp cậu <laughs> Cảm ơn cậu Mỹ Mỹ à Mỹ mỉm cười, đôi mắt nhìn cô bạn thân Bỗng dưng cô thấy một thứ trên cổ tâm gì này, gì? Cậu với cả nam đã... Đã cái gì? Mình với người chia tay rồi. Thế trên cổ cậu là cái gì kia? Hả? Cái gì? Dấu hickey Nghe Mỹ nói, cô lấy điện thoại ra xem. Phản chiếu trên màn hình, đó chính là dấu hôn màu đỏ vô cùng bắt mắt. Này này này, mau giải thích nhanh. Ờ thì cậu cậu đừng hỏi nữa có được không? Không được, mình thực sự muốn biết điều đó. Thì thì đúng là như vậy. Oh my god, Cậu là mình bất ngờ Thế hai người dự định khi nào kết hôn Thì tạm thời cũng chưa tính tới Tại sao Anh ấy còn chưa tốt nghiệp mà Cậu nói cái gì Ôi chúa đất Cậu dụ dỗ cha nhà lành à Nghe xong câu nói của Mỹ Tâm Di thực sự muốn đập đầu ngay tại chỗ Gì mà dụ dỗ cha nhà lành Ai dụ dỗ ai chưa biết được Anh nhỏ tuổi hơn Thì là bị dụ dỗ sao Cái này vô lý mà Mỹ này Dụ dỗ cha nhà lạnh cái gì Cậu nghĩ mình là loại người đó Mỹ cười cười nhìn cô Hi, xin lỗi, mình kích động quá Cậu thực là Hai người cười nói vui vẻ suốt dọc đường đi Chết xe rừng trước cửa một nhà sang trọng Gì nhớ mày nhìn Mỹ Chúng ta ở đây à Em ra đi, mình lo Nhưng hay là đi chỗ khác ăn được không Tại sao Ở đây mắc mà Mỹ nhìn cô biểu cảm không hài lòng từ lúc nào cậu khách sáo với mình như thế? mình gì gì, chẳng phải nói rồi à? chúng ta là chị em tốt, cậu không được khách sáo với mình. Di mỉm cười như cô bạn thân, có được người bạn tốt thế này quả là rất rất tuyệt vời. cảm ơn cậu mỹ mỹ, đừng nói nữa, xuống xe và vào thôi nào. hai người khoác tay nhau vào trong. mỹ mỹ đã đặt một phòng rồi. theo hướng dẫn của nhân viên, hai người đi vào phòng của mình. trong thời gian chờ đợi thức ăn di đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh mà người ta nói trái đất tròn đúng là không sai khi cô vừa đến trước cửa nhà vệ sinh thì gặp người không nên gặp nam từ nhà vệ sinh bước ra lại gặp di vừa mới từ bên ngoài đi vào phòng vệ sinh nữ hai người nhìn nhau bầu không khí cũng trở nên vô cùng là kỳ lạ vội vã đi vào trong cô không muốn ở cùng một chỗ với tên phản bội này thêm một giây phút nào nhưng cô nào ngờ tới, anh ta cứ thế đứng đợi bên ngoài. Tâm Di à? Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô nghe có người gọi tên mình, giọng nói này sao cô nghe không ra. Nhưng chuyện xảy ra, cô không muốn cùng anh ta có bất cứ một sự dây dưa nào nữa. Kiên định bước chân đi không quay đầu nhìn lại, cổ tay nhỏ nhắn cứ thế bị anh ta giữ, cô nhíu mày, đôi mắt hiện lên vài tia tức giận nhàn nhạt, nhạt nói. "Buông ra đi." nam chẳng những không buông lại dùng sức giữ chặt lấy tay cô tâm gì nghe anh nói được không nói á anh nói gì nữa giữa tôi với anh chúng ta chẳng có gì mà nói cả anh biết anh biết là em hận anh nhưng tâm gì tất cả mọi chuyện anh làm vì tương lai của chúng ta di thực sự cảm thấy buồn cười quá cô nhìn anh ta đôi môi mỏng nhếch lên cười chép mắt một cái cô mới thở ra rồi lắc đầu anh không cảm thấy buồn cười à Gì anh nói thật Tin anh được không Nam Anh xem tôi là đứa trẻ lên ba Hay là một con ngốc Cái lý do buồn cười như vậy mà anh cũng nói ra được á Gì Anh anh là bất đắc dĩ Đủ rồi Tôi với anh đã chia tay rồi Cô ấy mang thai con của anh Mà tôi thì cũng đã có bạn trai Cho nên anh chăm sóc vợ con anh thực tốt Chúng ta sau này tốt nhất Cũng không nên gặp lại không có câu trả lời Nam cứ như vậy kéo cô vào phòng nhà vệ sinh Cô hoảng hốt muốn hét lên Thì anh ta đưa tay che miệng Những tiếng hét của cô phút chốc Chỉ còn là tiếng ú ớ Ngay khi cô cho rằng bản thân không thoát ra được Thì một lực mạnh mẽ túm cô kéo phía mình Dì theo đà ngã vào vòng tay quen thuộc của ai đó Ở đây lôi kéo với bạn gái của tôi Anh muốn làm gì đây Lại là thằng nhóc này à Tầm gì ngẩng mặt nhìn anh Đôi mắt với biểu cảm vô cùng ấm ức Hảo hả? À? Không sao chứ Hắn ta muốn ước hiếp em Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn về phía nam Nghe nói anh sắp được lên trước Nếu không muốn bị kéo xuống Tốt nhất yên phận đi Làm sao mà biết chuyện này Làm sao thì anh không cần biết Nếu như để tôi nhìn thấy anh gây sự với cô ấy Thêm một lần nào nữa Anh đừng có trách tôi Không đợi hắn ta trả lời Anh nắm tay cô kéo đi Nam nhíu mày nhìn theo bóng lưng hai người Trong mắt lóe lên tia phức tạp Rốt cuộc mày là thằng nào chứ Tâm Di nhỏ giọng hỏi anh Xe ở đây thế Hào dừng ở dãy hành lang vắng người Rồi hạ mí mắt nhìn cô Anh phải hỏi em Em tới đây làm gì Em em đi ăn cơm với bạn Anh cũng thế Anh ăn cơm với bạn á Ở đây à Ừ Có gì lạ Anh có tiền à Không thiếu Một câu trả lời khiến cô muốn gục ngã Anh chỉ là cậu thanh niên chưa tốt nghiệp cấp 3 Thế mà lại không thiếu tiền á à? Cô nghe có lầm không đấy Suy nghĩ linh tinh cái gì thế Vừa hỏi anh vừa cốc vào đầu cô Cô nhăn mặt nhìn anh Đôi môi đỏ chu chu làm nũng Anh làm em đau thật đấy Hạo nhị không được bật cười Anh đưa tay véo véo cái má cô Giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng Đau lắm à Đau mà ở đây này Cô lấy tay anh đặt lên ngực mình Ánh mắt nhìn anh vô cùng đáng thương Hạo thờ dài Đúng là chiều cô hư thật rồi thôi được rồi là lỗi của anh anh xin lỗi xin lỗi mà là xong á vậy được anh bù đắp cho em chịu không bù đắp thế nào đi thôi đưa em đến nơi đặc biệt nhưng bạn của em cứ nói là có việc đột xuất vậy bạn anh không cần ăn nữa hả được luôn á tất nhiên mà em vẫn quan trọng hơn mọi người cùng một lúc hai người cùng hủy hẹn cùng một lúc hai người khác bị leo cây Cô và anh cứ thế rời khỏi nhà hàng mà không một lời báo trước. Mỹ Mỹ ngồi đợi cả buổi chả thấy cô đâu. Sợ cô xảy ra chuyện lấy điện thoại gọi cho cô. Đầu dây nhắc máy Mỹ Mỹ lo lắng hỏi. Này cậu đi đâu đấy? Không xảy ra chuyện gì chứ? Mỹ à, mình xin lỗi. Có việc đột xuất mình không kịp nói với cậu. Chuyện gì thế? Có nghiêm trọng không? Có cần mình giúp gì không? Không sao đâu. Chỉ là chút chuyện nhỏ mình tự lo được. Xin lỗi để cậu phải chờ rồi không ra đâu cậu cứ lo chuyện của cậu đi tạm biệt mỹ mỹ thở dài đôi mắt sầu não nhìn món ăn vừa được bày ra một mình cô sao hết đống này đây nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định bảo nhân viên gói lại mang về không phải cô tiếc tiền mà vì cô biết bên ngoài kia có vô vàn người nghèo khó không có nổi bữa cơm no nếu như cô đã không muốn ăn vậy thì mang tới cho họ là được rồi xem như cô làm được việc tốt anh nhân viên tốt bụng giúp cô mang hết túi lớn túi nhỏ ra ngoài xe Sau khi thanh toán cô cũng liền vội vã rời đi Chiếc xe vừa lăn bánh Cô lại tông vào xe của người ta Ôi trời đất ơi Than nhẹ một câu Mỹ Mỹ vội vàng bước xuống xe Người kia lập tức mở cửa xe đi xuống Hai người đối diện nhau Cô nhỏ giọng nói Xin lỗi tôi không cố ý đâu Người đàn ông trước mặt không trả lời Đôi mắt âm trầm quan sát cô gái nhỏ Mỹ Mỹ chờ mãi không thấy đối phương lên tiếng, cô mới ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt xinh đẹp bỗng sáng rực, cô tròn mắt nhìn người kia chăm chăm. Khải Phong, sao lại là anh? Lương Khải Phong vui vẻ mỉm cười, anh giang tay đón lấy cô. Mỹ Mỹ vui vẻ xà vào lòng anh. Đã lâu không gặp, em xinh hơn trước đấy. Mấy năm không gặp, anh đúng là giỏi nói hơn trước rồi. Quá khen quá khen. Em đến đây với bạn à? Vâng, em đến cùng với Tâm Di. Khải Phong bỗng im lặng Bị bí nhận ra mình lỡ lời Là bạn thân của hai người cô hiểu rõ hơn ai hết Tâm gì chính là chấp niệm Và cũng là hối tiếc lớn nhất của Khải Phong Năm 16 tuổi Khải Phong và Tâm Di có quan hệ yêu đương Tình yêu hai người không hề có bất cứ toan tính vụ lợi Mối tình trong sáng chân thành Bị gia đình anh quyết liệt phản đối Lý do đơn giản thôi Không môn đăng, không hộ đối Mẹ anh đến gặp Tâm Di Bà ấy đưa ra điều kiện ép cô rời khỏi anh Tầm gì dĩ nhiên không nhận bất cứ lợi ích nào của bà ấy Cô cam tâm tình nguyện rời khỏi anh vì tương lai của anh Hai người chia tay Gia đình đưa anh sang Pháp du học Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt Quay đi ngoảnh lại Họ đều đã trưởng thành cả rồi Ngần ấy thời gian trôi Vẫn không làm anh nguôi ngoai được nỗi nhớ mong dành cho cô ấy Ngày phi cơ cất cánh cô đứng ở nơi phi trường đôi mắt đẫm lệ nhìn anh khuất xa cô giây phút đó cô chỉ biết thầm cầu nguyện cho anh mãi mãi bình an ngần ấy năm thời gian trong lòng anh còn một chữ hận anh hận cô hận cô vì đã không cùng anh vượt qua rào cản đó anh hận cô hận cô rời khỏi anh như người ta nói có yêu có hận còn hận là vẫn còn yêu đúng anh vẫn còn yêu cô mỹ mỹ thở dài cô lặng lẽ rời khỏi vòng tay anh đôi mắt xinh đẹp nhìn vào đôi mắt sâu của anh trái tim cô đau đớn biết nhường nào bao năm anh sống trong nỗi nhớ dành cho tâm gì cũng là ngần ấy năm cô lén gieo hạt mầm tình ái cứ như thế cô yêu anh rồi anh thì yêu cô ấy tình cảm bị chôn giấu để cuối cùng cả cô và anh đều đau khải phong à em xin lỗi không sao đâu tâm gì đâu rồi cô ấy có việc nên đi rồi à ừ Xem ra anh với cô ấy hết duyên thật rồi Hạo lái chiếc mô tô chở cô ra khỏi thành phố Ngồi sau xe anh cô nhíu mày Chúng ta đi đâu đây Đi ngoài ô Đi ngoài ô làm gì Thì đến nơi em sẽ biết Chiếc xe nhẹ nhàng lao đi trong làn gió nhẹ Di vòng tay ôm lấy anh Gương mặt xinh đẹp dựa vào lưng anh ấm áp Chiếc xe dừng ở vùng ngoài ô yên tĩnh Anh đậu xe trên con đê nhỏ Trên ngọn dốc khá cao Đứng ở đây hai người nhìn ngắm Cả một vùng rộng lớn bàn tay anh nắm tay cô anh dìu bước cô trên con đường mòn đứng dưới tán cây tự đằng anh chỉ tay phía trước em nhìn kìa cô đưa mắt nhìn hướng anh chỉ phía dưới cách nơi hai người đứng không xa cô thấy cánh đồng hoa hồng đỏ thắm trong màn đêm tĩnh lặng dưới ánh sáng dịu dàng của nàng trăng cô thấy không phải là một cánh đồng mà là cả khu rừng hoa gió đêm nhẹ nhàng thổi từ khánh hoa khẽ đu đưa theo gió tất cả đẹp như là bức tranh vậy đẹp quá vời luôn ý Cô nhỏ giọng thốt lên một câu Anh mỉm cười siết chặt thế không hả? Ừ, thích lắm Sau này chúng ta kết hôn Cánh rừng hoa hồng này anh sẽ tặng em làm quà cưới Thật á? Anh nói thật à? Ừ, anh có bao giờ nói dối em đâu Nhưng mà anh... Hạ đường nhiên biết cô muốn nói gì Anh mỉm cười ánh mắt dịu dàng nhìn cô Bàn tay to lớn kéo cô ôm trong lòng mình thì thầm Cho anh thêm chút thời gian Đợi khi anh tự đứng được trên đôi chân của mình anh cho em trở thành nàng công chúa giữa đời thực Thật không đấy Thân má Ok thế thì em sẽ chờ Cô chớp chớp mắt rồi nhìn về phía xa Khôi rừng hoa đỏ thắm Tặng cô làm quà cưới Cô đâu cần thứ xa hoa như thế chứ Thứ cô cần đơn giản là anh Mật tình yêu của anh Thứ cô cần chỉ đơn giản là hai chữ bình yên Hạo này Hứa với em một chuyện được không Tất nhiên là được anh còn chưa biết em muốn anh hứa cái gì cơ mà Anh mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên tóc cô Chỉ cần là em muốn ấy, Anh đây sẽ hứa Vậy hứa với em Đời này kiếp này vĩnh viễn về sau Phong ba bão táp đừng bỏ rơi em có được không Mối tình đầu không trọn vẹn Cuộc tình lại lần nữa dở dàng Nếu lần này cô chọn sai Cô chẳng bao giờ mở lòng thêm một lần nữa Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô Giọng nói ấm áp trả lời được rồi, anh hứa Cô mỉm cười nếp đầu vào lòng anh Hai người đứng dựa vào nhau Ngắm nhìn cảnh đêm yên ả à? Nhưng mấy ai biết Bầu trời bình yên đó Chỉ là khởi đầu cho những ngày rông bão tiếp theo Trở về nhà khi đêm đã muộn Cô thẫn thờ đứng bên cửa sổ Cô im lặng nhìn giọt mưa tí tách Rơi xuống mái hiên nhà Thời tiết gần đây đúng là lạ thật Rõ ràng vừa nãy trăng thanh gió mát Bây giờ thì mưa gió tả tơi thực đúng là không thể hiểu nổi mà. Điện thoại trên bàn rung lên có tin nhắn. Cô lấy mở ra xem, dòng tin nhắn gửi đến từ dãy số quen thuộc. Dãy số dù nhắm mắt cô cũng có thể đọc ra. Tin nhắn đó, tin nhắn của người cô từng yêu hơn bản thân mình, Lương Khải Phong. "Tâm Di à, anh về rồi, chúng mình gặp nhau được không? Anh nhớ em lắm." Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, trái tim cô bỗng lặng đi, một cảm giác đau nhói xuất hiện không hiểu sao cô rơi nước mắt anh ấy về rồi người cô yêu năm đó đã về em sao thế không khỏe chỗ nào à hạo từ bên ngoài đi vào anh thấy biểu cảm của cô thì lo lắng hỏi đôi chân vững vàng đi thực nhanh lại phía cô dì vội vàng nhét cái điện thoại vào túi cô giang tay ôm lấy anh vùi mặt vào lòng anh cô nhắm mắt hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi đưa tay vỗ về cô anh nhỏ giọng hỏi sao thế có chuyện gì nào cô lắc lắc đầu hai tay siết chặt lấy anh nhìn biểu cảm khác thường của cô anh không chút chần chừ mà nhẹ kéo cô ra đôi mắt dịu dàng nhìn cô bàn tay to lớn khẽ lau nước mắt trên gương mặt ngoan có chuyện gì phải nói với anh chứ không được khóc nào không có gì đâu chỉ là muốn ôm anh thôi thật không có chuyện gì đấy chứ ừ chỉ là lúc nãy nghe một đoạn nhạc buồn tự nhiên em đau lòng mà khóc đấy anh mỉm cười bàn tay to lớn áp vào má cô Thôi đừng khóc nữa, mình đi ngủ thôi nào. Hai người lên giường ngủ, anh với tay tắt đèn, nằm gối đầu lên tay anh, cô đặt bàn tay mềm mại của mình lên lồng ngực rắn chắc đó, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập của anh. Bên ngoài trời mưa tầm tã, cô im lặng nhìn khoảng không mông lung vô cực, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia đau lòng. Trước cổng nhà cô, người đàn ông trẻ tuổi đứng đó, Tay cầm chiếc ô Đôi mắt u sầu nhìn khung cửa nhỏ Bà nằm xa cách anh luôn nhớ về cô Còn cô có bao giờ nhớ đến anh Dù chỉ một phút một giây không Khải Phong nhìn thêm một lúc lâu Rồi lặng lẽ rời đi Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào ùa về theo cơn mưa lạnh giá Anh chậm rãi bước đi Mỗi một bước đều là những mũi kim nhọn Đâm nhẹ vào tim Ngày hai người bắt đầu yêu nhau Đó là ngày nắng đẹp Ngày hai người xa nhau là ngày mưa tầm tã Năm tháng đó anh không thể bảo vệ cô Hôm nay trở về liệu có muộn màng không nhỉ? Hảo lúc này đưa tay đắp chăn cho cô Anh mỉm cười như những người có gái trong lòng chỉ vừa giấc ngủ Điện thoại trong túi cô rơi ra Anh đưa tay nhặt lên thấy hai cuộc gọi nhỡ Nhìn dãy số là anh tò mò mở ra xem Gương mặt điển trai bỗng chốc trở nên trầm mặc Nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình Trong lòng anh có chút không vui Anh nhìn cô Ánh mắt vẫn cứ dịu dàng như cũ Bàn tay chạm vào dãy số lạ Nửa muốn gọi nửa không Cuối cùng anh chỉ có thể thở dài Nhị nhàng đặt cái điện thoại đó bên cạnh cô Tâm gì à Đừng để anh thất vọng được chứ Cái tay dán chắc ôm chặt cô trong lòng Anh nhắm mắt Đầu tựa vào cô dần dần chìm vào giấc ngủ Để mưa gió qua đi Mặt trời bắt đầu hưởng nắng những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót bên cửa sổ Dịu dàng đùa lên gương mặt xinh đẹp của cô Dì nhíu mày đưa tay che mặt Quay sang tìm kiếm Người bên cạnh đi đâu mất rồi Cô cựa mình ngồi dậy Rồi đi chân trần xuống giường Bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng Căn nhà nhỏ tĩnh lặng đến lạ Cô không thấy bóng dáng quen thuộc của anh đâu Nhìn bàn tư ăn trên đó Cô vui vẻ mỉm cười Cảm ơn anh Chưa còn hẻm nhỏ Hảo im lặng Đôi mắt lạnh lẽo nhìn hướng khác đối diện với anh là ba mình vậy mà anh chẳng có chút cảm giác nào cả ông minh thở dài giọng nói dịu đi hảo con không thể đối xử với ba mình bình thường chút à anh nhếch môi giọng nói lạnh lùng tôi tưởng năm đó ông tống gia minh đây bỏ tôi ở bến xe ông nghĩ đến chuyện này rồi mới đúng con bắt đầu từ ngày đấy tôi với ông không có quan hệ gì nữa ông minh thở dài nhìn anh ông không thể biện minh gì cho mình Năm đó ông vứt bỏ anh là thật Không quan tâm sống chết của anh là thật Giờ đây dù ông ta nói gì anh cũng không nghe lọt tai Nhưng nếu anh không trở về Không đồng ý kết hôn với lại Tô Gia Di Công ty Minh Phát sẽ không có sự ủng hộ của Tô Gia Không có sự giúp sức của Tô Gia Trước chủ tịch của ông ta cũng không giữ được Ba biết con hận ba Nhưng hảo Dù gì con cũng là con ba Ba làm sao mà không thương con Thôi đi, mấy lời ngọt ngào của ông chỉ dụ dỗ được mẹ tôi thôi Chứ tôi thì không có được Năm đó, mẹ anh vì tin mấy lời đường mật của ông ta Cho nên cãi nhau với ông ngoại tay trắng rời đi Ông Minh sau khi thấy mẹ anh không còn giá trị lợi dụng Thì tìm cách vứt bỏ bà Nhưng lúc đó bà mang thai anh Bắt đắc gì ông ta không thể đuổi bà Chỉ đành để bà ở lại Năm anh lên 6 tuổi Ông ta đưa về một ả tỉnh nhân Bà Lam đau lòng đến trầm cảm ba tháng sau bà cắt cổ tay tự tử hạo nhớ rõ ngày đó anh khóc lóc gọi ông rất lâu nhưng không để tâm trong lúc mẹ anh đứng giữa danh giới sống chết ông vui vẻ với ả nhân tình của mình bắt đầu từ giây phút đó trái tim anh lạnh mất rồi từ nay về sau ông đừng tìm tôi nữa nhìn anh xoay người muốn rời đi ông ta vội lên tiếng ra di về rồi con không định đi gặp con bé à bước chân anh đột ngột dừng lại anh cười cười rồi trả lời Thì sao? Ông muốn tôi kết hôn với cô ấy ư? Tô ra và nhà chúng ta có hôn ước từ lâu Con... Vậy thì ông bảo thằng con ngoan của ông kết hôn với cô ấy thôi Người mà Gia Di muốn lấy là con Chứ không phải là Dương Vậy thì hủy hôn đi Hảo, nếu con cố chấp không nghe theo ba Ba cho người bắt tâm di đưa đi thực ra Cả đời này con không tìm được nó đâu Thôi được rồi Nếu không sợ sự nghiệp tống ra sụp đổ Ông cứ thử đi Dứt lời anh bỏ đi mà không đợi người kia phản ứng Muốn uy hiếp anh à Ông đây quá là ngây thơ rồi đấy Nhìn bóng lưng anh rời đi Ông ta thở dài Mấy năm không gặp anh đủ bản lĩnh chống đối ông Quả báo đúng là quả báo rồi Hạ bỏ đi Vừa đến trước lối rẽ vào anh dừng lại Hạo à Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau Khiến anh có chút ngây người Chậm rãi xoay lưng Anh bác gặp gương mặt xinh đẹp của một cô gái Gia Di mỉm cười Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nước chạy về phía anh Cánh tay mềm mại ôm chặt lấy cơ thể anh Cô vùi mặt vào lòng anh Tìm kiếm cảm giác quen thuộc Hạo im lặng Anh không ôm cô Nhưng cũng không đẩy cô ra Cứ để mặc cho cô ôm mình như vậy Hạo Cuối cùng thì cũng gặp lại anh Gia Di xúc động Năm con lên 10 tuổi Ba mẹ đưa cô ra nước ngoài Ngày chia tay Cô từng nói anh đợi cô được không Anh trả lời chắc chắn nhất định đợi cô 8 năm xa cách Cô cuối cùng gặp lại anh Ra gì à Hảo em nhớ anh, rất rất nhớ anh Anh thở dài đưa tay vỗ về cô Gia Di cùng anh là Thanh Mai Trúc Mã Mẹ anh và mẹ cô là bạn Khi đó hai người nói Sau này nhất định sẽ trở thành xui ra. Từ lúc vừa sinh ra Cô và anh đã chọn đính ước Hai người cùng nhau lớn lên Cùng nhau trải qua tuổi thơ thật yên bình Nhưng ai biết được Cuộc đời xô đẩy lại xảy ra những biến cố Từ lúc mẹ anh mất Cô là người duy nhất ở bên cạnh an ủi anh Ngày cô rời đi Cả thế giới của anh bỗng như là sụp đổ vậy Buông ra trước đã nào Nhẹ nhàng kéo cô ra Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng Đưa tay xoa xoa đầu cô Gia Di này, bao nhiêu năm không gặp rồi, anh sắp không nhận ra em rồi đấy Hạo à, anh cũng thay đổi nhiều, hình như ốm đi à Cô vừa nói, vừa đau lòng xoa xoa má anh Anh cúi người khẽ mỉm cười, đối với cô gái nhỏ trước mặt anh vẫn rất luôn dịu dàng Dẫu sao với anh, cô ấy cũng từng giống như ánh mặt trời Nhẹ nhàng sửa ấm anh giữa đêm đông giá lạnh Hạo anh sao thế, gặp em anh không vui à Không, anh vui chứ nhưng xem tìm được đến đây là bác trai chỉ đường cho em ạ hạo vẫn cười nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo quả nhiên là ông ta em không sao chứ không sao đâu em về lâu chưa em mới về tối qua chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không ạ à? ừ được rồi anh vẫn thế không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô ấy hai người lên xe rời đi có lẽ anh không biết ở góc khuất một đôi mắt đỏ hoe đang nhìn về hướng anh Ừ thì chẳng biết phải nói sao Tâm Di đứng đó nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi Trái tim cảm giác như thắt lại Cô mỉm cười Nụ cười kéo theo cả giọt nước mắt Bàn tay run run cầm điện thoại Nhấn nút gọi cho anh Sau lúc đổ chuông người bên kia nhấc máy Cô cố gắng nén sự nghẹn ngào Anh à Anh ở đâu thế Ừ anh đang bận chút Anh về nhà được không Bây giờ á Ừ ngay bây giờ Đổ bên kia đôi ngột im lặng Cô cắn môi Chờ đợi câu trả lời của anh xem thế nào Khoảnh khắc này trái tim cô như ngừng đập Chỉ mong sai không làm cô thất vọng Bây giờ anh đang bận không về ngay được Ngoan ở nhà chờ anh nhé Vâng Tắt máy cô siết chặt điện thoại trong tay Hàng nước mắt lăn dài trên má Hóa ra tất cả mọi lời hứa Chỉ là để nghe Chứ không thể tin được Người trước vậy mà anh cũng vậy Họ và Gia Di đi từ quán cà phê nhỏ gần đó Rồi xuống xe Hai người chọn chiếc bàn trong góc khuất cùng ngồi xuống Nhân viên phục vụ lấy phép đến chào hỏi Dạ anh chị dùng gì ạ? Cho ly cà phê đen không đường Một ly sô-cô-la nóng Vâng có ngay ạ Cậu nhân viên đi rồi ra di nhìn anh Đôi mắt lấp lánh hiện ý cười Anh nhớ món em thích à? Ừ lúc nhỏ em thích sô-cô-la còn gì nữa Em thấy vui vì anh vẫn nhớ đấy Họ mỉm cười Nụ cười dịu dàng ít ai thấy Anh nhìn cô thực lâu Giọng nói ấm áp đến lạ thường Lần em về bao lâu Em không đi nữa Em ở đây với anh Không đi á Tại sao Vì em muốn ở cạnh anh Cô mỉm cười Ánh mắt chân thành nhìn người trước mặt Bao năm xa cách Chưa một ngày nào cô thôi nghĩ về anh Khi liên lạc được với anh Cô nhờ anh trai mình tìm anh Dù hai người hai phương trời Nhưng trái tim cô theo anh từng bước một Hảo này Chúng ta đợi khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn được không? Lúc này ở chỗ gì là gió nhẹ nhàng hong khô đi mí mắt Dì một mình lái chiếc mô tô chạy đi trong vô định Cô chẳng có nhà để về, không có người dự dẫm Chả biết gửi gắm nỗi buồn vào đâu cả Cứ để lang thang hết cái đường này đến đường khác Cuối cùng tìm được điểm dừng chân Trong lòng không có bình yên Cô lại muốn thả hồn ra biển Bãi biển tĩnh lặng, không chút ồn ào Chỉ có sóng biển dì rào xô đá Tiếng gió vi vu thổi tinh nghịch đùa giỡn với lớp sóng nhấp nhô Bình yên dịu dàng thật đấy Đi đôi chân trần trên bãi cát trắng Cô thẫn thờ đi về phía khơi xa Lớp sóng cuộn trào nối tiếp nhau xô vào bờ Di mỉm cười Hình như cô nhận ra chút gì đó đau lòng Lời hứa của một người Giống như là dấu chân in trên cát đây này Một lớp sóng vỗ có thể biến mất mà Tâm Di đột nhiên nhớ tới câu chuyện của nàng tiên cá Vĩ yêu hoàng tử Mà dùng chiếc đuôi xinh đẹp của mình Đổ lấy đôi chân để được bước đi bên cạnh chàng Mặc cho mỗi bước đi giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, đau đớn tột cùng. Vậy nhưng chỉ cần được nhìn thấy chàng, nàng mỉm cười quên đi đau đớn. Cứ tưởng nàng có tình yêu của chàng, hai người có cái kết đẹp. Vậy nhưng mẹ A nghĩ tới, cái kết quá đỗi đau lòng. Chàng yêu một cô gái khác, hai người họ sánh bước đi bên nhau. Nàng tiên cá xinh đẹp vì không có tình yêu của hoàng tử nên hóa thành bọt biển, vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Nếu lúc đó nàng tên cá chấp nhận buông bỏ tình yêu để đổi lấy chiếc đuôi cá Nàng chẳng phải đau lòng đến vậy Mặc dòng đời xoay chuyển Chỉ cần nàng lấy lại chiếc đuôi của mình Nàng mãi mãi là mỹ nhân ngư xinh đẹp Nhưng tình yêu ấy mà Ai yêu rồi cũng đều trở nên cố chấp Dù biết bản thân sẽ đau lòng đến sống đi chết lại Nhưng cứ cố chấp mà yêu người ta Người khác như vậy Mà cô cũng chính như vậy mở điện thoại cô gửi tin nhắn cho anh một đoạn kia âm hảo em vừa nhớ lại câu chuyện nàng tiên cá anh nói xem cô ấy đáng thương hay đáng trách vì yêu hóa bọt biển anh nói cô ấy quá ngốc không vì một người không yêu mình mà vĩnh viễn biến mất liệu đáng không hảo nếu như có một ngày em biến mất anh đi tìm em không anh sẽ quên em và hạnh phúc với người khác à hảo sao nói dối em nghe xong đoạn tin nhắn của cô trong lòng anh dâng lên bất an anh vội vã nhấn nút gọi lại Nhìn đầu dây bên kia khóa máy Không chút chần chừ anh đứng dậy Hối hả chạy đi trong ngỡ ngàng của gia gì Nhìn bóng lưng anh lao ra khỏi cửa Cô cúi mặt giấu đi dòng nước mắt Hảo Anh yêu cô ấy đến vậy à Đôi môi đỏ mím chặt Cô đôi tay lau nhẹ nước mắt Bao năm xa cách lời hứa năm xưa anh quên rồi Đau lòng Cô thực đau lòng Vội vã chạy về Anh hấp tấp mở cửa đi vào trong trên chiếc bàn ăn trong phòng bếp Món ăn còn nguyên Chạy khắp căn nhà nhỏ không thấy bóng dáng cô đâu Điện thoại gọi cũng không được Anh thử không biết làm thế nào tìm được cô Chạy vội ra ngoài Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Đầu dây bên kia rất nhanh vang lên tiếng trả lời Tôi nghe đây cậu chủ Tôi gần anh tìm cho tôi một người Dạ vâng ạ Sau khi nói tất cả thông tin của tâm di cho trợ lý Anh vội vàng chạy đi tìm cô khắp nơi Tâm Di ngồi trên tảng đá lớn, đôi chân trần buông thõng, để mặc cho cơn sóng biển liên tục ôm ấp lấy đôi chân. Đôi mắt xinh đẹp nhìn ra biển lớn, cô nhìn thấy cả vùng trời bao la, hải âu tung cánh bay từng đàn nối đuôi nhau, vài chiếc thuyền đánh cá xa xôi trở nên thật nhỏ bé. Lúc đó cô nghĩ, nếu bản thân tan thành bọt biển, liệu có ai nhớ đến cô không? Bật cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô khép đôi mắt buồn bã, ngừng mặt đón ánh nắng và gió của biển trời mênh mông. Buồn thì sao, đau lòng thì sao, cô tuyệt đối không được tìm đến cái chết. Mẹ cô hy sinh tất cả để cô có mặt trên cuộc đời, vậy nên dù xảy ra chuyện gì, cô phải cố gắng sống cho thật tốt. Không sao đâu mà, cô lắm chỉ là thất tình thôi mà. Nụ cười buồn trên gương mặt đó, cô nhắm mắt hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Dù trong lòng đau lòng hay tuyệt vọng thế nào thì tuyệt đối không được gục ngã bởi cô chẳng có ai làm chỗ dựa cho mình đâu là chiếc xe lang thang hết một dãy bờ biển mang tâm sự chút hết vào gió mây cô khẽ mỉm cười tự an ủi mình ừ thì có một mình vẫn sống tốt mà chiếc xe lăn bánh chậm rãi trở về cánh cửa mở ra cả ngôi nhà im lặng đến lạnh lẽo tâm di đi vào trong nhìn mấy món ăn nguội lạnh trên bàn trong lòng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào mở tủ lạnh lấy chai rượu cô cứ thế tự chuốc say bản thân mình Bầu trời heo hắt ngả nắng vàng Lại ngày dài trôi qua trong sầu não Nấu hết cả chai rượu Cô hình như có chút say rồi Loạn choạng đứng dậy Mọi thứ bỗng dưng que cuồng Chiếc ghế gỗ bị cô làm ngã Tạo ra tiếng động vô cùng khó nghe Hạo vừa trở về đến cửa Nghe tiếng va chạm lên vội vã Mở cửa đi vào trong Hiện lên trong đôi mắt anh Cô ngồi trên nền nhà lạnh lẽo Cả gương mặt đỏ ửng Khắp nơi thoang thoảng mùi rượu nồng anh nhíu mày đi về phía cô, cơ thể cao lớn ngồi quỳ một chân xuống sàn, đôi mắt phức tạp nhìn người trước mặt. Tâm gì? Nghe giọng của anh, cô ngước khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn. Để về rồi à? Em tại sao thành cái bộ dạng này? Để ý gì chứ? Chẳng phải anh đi với người ta. Người ta, em muốn nói gì? Nói gì nữa, anh biết mà. Hảo, tại sao nói dối em? Anh nói dối em á? Thôi đừng nói gì nữa, em thấy hết rồi. Anh ôm cô ấy, và cô ấy cũng rất xinh đẹp. Đôi mắt mơ màng rơi xuống hai dòng lệ. khóe môi đổ hồng kéo lên nụ cười xót xa. Anh nhìn cô giữ như hiểu cô muốn nói cái gì rồi. Thở dài một hơi, cánh tay rắn chắc đưa về phía cô. Không phải vậy đâu, em nghe anh nói đã. Tránh ra, đừng có động vào em. Tránh xa em ra. Cánh tay anh dừng ở không chung. Anh biết cô nhìn thấy điều gì. Anh đem em lên phòng không cần đâu em có tay có chân tự em đi được Loạn trọng đứng dậy cô khập khiễng bước đi bước cao bước thấp rồi lại ngã xuống anh đưa tay muốn đỡ cô cô trái khỏi vòng tay anh mà để bản thân mình ngã xuống sàn lạnh lẽo anh đứng đó ánh mắt bất lực nhìn cô xem cố chấp thế sao không nghe giải thích giải thích á giải thích cái gì nào tất cả chỉ là ngụy biện mà tâm gì à em anh có nhớ anh đã hứa gì không nếu anh không làm được anh đừng có hứa dễ dàng như thế chứ cô mỉm cười một nụ cười rất chua xót cô tự mình đứng dậy chạy vật đi vào phòng nhìn cánh cửa đóng là anh chỉ biết thở dài bây giờ anh phải biết làm sao đây căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối cô ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào cửa khóc nức nở anh ở bên ngoài nghe thấy nhưng không biết phải làm sao một người muốn nói người kia thì không muốn nghe tấm kính cửa sổ bị anh dùng búa đập bể những mảnh kính vỡ văng ra khắp nơi Leo lên thềm cửa sổ Anh vào được phòng cô Nhìn thấy cô ngồi co do dưới sàn Anh đau lòng lắm Đi thật chậm lại phía cô Anh ngồi xuống muốn ôm lấy cô Lần nữa cô phản kháng Đừng dùng bàn tay chạm vào người khác động vào người em Em thực sự khó chịu Anh thở dài mặc kệ sự phản kháng của cô Kéo cô ôm chặt trong lòng Tầm gì ra sức rẽ dùa Nhưng trái tim mềm yếu không thắng được anh Xếp chặt cô cho vòng tay mình Anh nhỏ giọng Xin lỗi, làm em khóc rồi Tại sao? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Không như em nghĩ, thế cô ấy là ai? Là, là bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh Thanh Mai Trúc Mã à? Thanh Mai của anh về rồi đấy, anh đi tìm cô ấy đi Cứ xem như chúng ta là bèo nước gặp nhau đi Xem cố chấp thế nhỉ? Tâm Di ngở mặt nhìn anh, đôi mắt cô đỏ vì khóc Anh nhìn thấy đau lòng quá Thở dài một hơi, anh đưa tay lau nước mắt cho cô Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt Thôi được khóc nào Khóc anh đau lòng thực đấy Nói dối Nếu anh đau lòng Tại sao lúc cô ấy ôm anh Anh không nghĩ đến chuyện này Anh xin lỗi là lỗi của anh Sau này Có có sau này nữa à À không 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 bao giờ có thêm một lần nào nữa Anh nói dối Em không muốn nghe anh cút đi Cô dùng hết sức của một kẻ say Mà điên cuồng đẩy anh Kết quả anh không hề nhúc nhích Mà bản thân cô đau lòng đến kiệt sức Thôi được rồi anh không nói nữa Em bình tĩnh nào anh cút đi Không được Anh đi rồi ai dỗ em Anh đau lòng nở nụ cười Hai cánh tay dán chắc ôm chặt lấy cô Anh nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn đi về phía giường ngủ đặt cô ngồi xuống Cô không phản kháng Cũng chẳng còn sức để mà phản kháng Ngồi xuống trước mặt cô Anh nắm bàn tay run rẩy của cô thực chặt Ánh mắt dịu dàng như gương mặt đẫm lệ Vừa thấy xót lại vừa thấy vui mừng Nhìn phản ứng của cô Ý ra anh biết cô vì yêu cho nên mới thế này Anh xin lỗi Xin lỗi vì làm em đau lòng Không cần đâu, anh đi đi Muốn anh đi cũng được Nhưng anh phải đưa em đi cùng Tâm gì à, cô ấy là Tô Gia Di Là người bạn thân của anh từ nhỏ Em không muốn nghe Cô ấy muốn kết hôn với anh Cô bỗng chốc lặng người Đôi mắt sợ sệt nhìn anh thực lâu Thành mai của anh trở về Lại còn muốn kết hôn với anh Giờ cô nên khóc hay nên cười Cười để quên đau Hay là khóc xa người yêu nhỉ Hảo nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau thực lâu Bầu không khí trở nên tĩnh lặng chẳng ai nói với ai câu nào Hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cô quay đi Đưa tại lò vội giọt nước mắt rơi xuống Cô nén đau lòng nó với anh trong tiếng nấc nghẹn Vậy tốt quá rồi, chúc mừng anh Anh từ chối rồi Cái gì? Dì ngơ ngác nhìn anh, cô thực nghĩ là mình nghe nhầm Anh từ chối rồi Tại sao? Tại vì anh hứa Cánh rừng hoa hồng đỏ làm sinh lễ cưới em ấy. Ngoài em ra Anh không cưới bất cứ một ai Anh nói thật không Không thì sao Tấm thân này thuộc về em rồi mà Anh anh cút xa em ra Cô đưa chân đá nhẹ ngực anh Họ mỉm cười vui vẻ dịu dàng Sao Muốn phủi sạch trách nhiệm đấy à Thì sao Anh nói cho em biết này Không thể đâu Anh có thể cản em được à? Tất nhiên, em nhìn xem. Anh nắm tay cô, tâm di tròn mắt nhìn chiếc nhẫn bạc được đeo vào tay cô từ bao giờ. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh đưa tay lên, cô mới biết đó là nhẫn đôi. Cái này... Đeo nhẫn của anh rồi, không được đổi ý đâu đấy. Anh... Giờ thì tin anh rồi đúng chứ? Cô không trả lời, chỉ cúi mặt nhìn cái nhẫn trên tay mình. Cô tự hỏi liệu có phải mình đang mơ không? Từng nghe nói người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua, người yêu cũ luôn là một thứ gì đó khiến cho tất cả những người khi yêu trở nên lo sợ sợ người ở bên cạnh mình thì trái tim luôn hướng về người yêu cũ đau lòng nhất không phải người ta không yêu mình mà đau lòng nhất khi người ta yêu mình nhưng lại yêu trong cái bóng của người yêu cũ nếu như có thể chọn chẳng ai muốn trở thành cái bóng của người khác nếu như được chọn người ta chọn mang danh người thứ ba chứ không muốn mang danh người thay thế người thứ ba có thể cướp được anh dù anh yêu hay không thì vẫn là người khiến anh nhung nhớ Có người thay thế Đấy cả vị trí ở trong tim anh cũng không có Dù yêu, dù thương, dù nhung nhớ Thì cũng là dành cho người con gái trong lòng Chứ không phải dành cho cái bóng thay thế Hảo, có bao giờ anh xem em là người thay thế của cô ấy chưa? Anh không trả lời, đôi mắt bất lực nhìn cô Mặt trăng thì không thay thế mặt trời được Trên đời này chẳng ai có thể thay thế ai Tâm gì à? Em là em chứ không phải là thay thế của một ai Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không nào Làm sao em biết được Trong lòng anh đang che giấu cái gì sao em biết chứ Anh che giấu gì đâu Đối với anh cô ấy là người bạn thân thời niên thiếu Còn em mới là người anh muốn đi cùng hết cuộc đời này Em chẳng tin Này em đúng là Là cái gì Em ấy cố chấp cứng đầu Thế à Nếu không thích anh đi tìm bạch nguyệt quang của anh đi Cô hất cảm về hướng khác anh bị cô làm cho tức điên rồi đây này Bàn tay to lớn đưa lên véo véo cái má cô Giọng nói pha chút tức giận lẫn cương chiều Chịu thua em luôn đấy Rồi anh xin lỗi Em đã nhân đại lượng Đừng giận anh nữa được không nào Xin lỗi một tiếng là xong á Vậy muốn thế nào Tạm thời em chưa nghĩ ra Em cho anh nợ Thôi được rồi là anh nợ em Cô mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ anh Nơi sâu thẳm trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả không hiểu sao cô cứ thấy nó nhói nhói đau sợ hãi bất an nghi ngờ cô chỉ ước bản thân chưa từng thấy cảnh tượng đó tâm gì em đừng nghĩ nhiều nữa cả cuộc đời của anh chỉ yêu một mình em thôi vậy anh hứa với em một chuyện được không ừ tất nhiên là được anh có thể gặp cô ấy nhưng không được để cô ấy chạm vào anh được không nào đó là giới hạn cuối cùng của em đấy được anh hứa nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ tâm di bước ra từ phòng tắm ánh mắt bất lực nhìn cửa sổ bị anh đập vỡ đêm qua anh đấy toàn gây phiền phức cho em thôi có à anh làm gì đâu ờ anh không làm gì anh vô tội thì đúng là thế mà anh còn dám nói cô tức giận ném cái khăn tắm phía anh hạo giấu mặt vào trong chăn đôi mắt thích thú nhìn cô tức giận mà thấy vui vẻ vô cùng đúng là chỉ khi ở cạnh cô anh mới tìm được cảm giác bình yên bước chân đi về phía anh cô nhỏ giọng Hôm nay không cần đi học à? Không, anh không học nữa Hả? Sao lại không học? Anh sẽ đi làm, sẽ kiếm nhiều tiền để cưới em Cô tròn mắt nhìn anh Không đi học nữa kiếm tiền cưới cô á Dì đưa một ngón tay đẩy nhẹ cái chán anh Cô nghiêm túc nói Anh thì có lẽ làm cái việc gì? Bằng phổ thông còn không có Hảo ba ngón tay cô Anh nắm bàn tay mềm mại áp lên má Vậy thì chơi chắc đâu Đừng xem thường chồng tương lai của em Chồng tương lai á trời đất ơi ai nói sẽ lấy anh nào tay đeo nhẫn của anh em chạy không thoát đâu kéo cô ngã xuống giường anh ôm chặt cô trong vòng tay hạnh phúc đôi khi đơn giản đến mức người ta không nhìn ra được chỉ là khi cô giận dỗi anh xuống nước dỗ dành chỉ là khi đêm xuống hai người nằm trên một chiếc giường cùng ngủ say chỉ là khi mở mắt thức dậy liền có thể thấy người kia như vậy thôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng buông em ra anh không đi thật à sẽ đi Nhưng anh ôm em thêm một chút được không Mông ra đi mà Anh không đi là trễ rồi thật đấy Anh thở dài buông cô ra Bằng người ngồi dậy cô chăm chú nhìn anh Dậy đi em đói rồi Đói rồi thì đi ăn nào Anh muốn em đốt nhà đấy hả Câu trả lời đi vào lòng đất Khiến anh nhịn không được bật cười Đây chính là tuyệt tác của anh Ở cùng cô anh làm hết tất cả mọi thứ Để nấu ăn cũng là anh nấu cô tuyệt nhiên sẽ không phải động bất cứ một cái việc gì chỉ có như thế cô mới không thể rời khỏi anh chẳng phải đêm qua mạnh miệng đuổi anh bây giờ em nghĩ lại xem nếu đêm qua anh đi sáng nay em nhịn đói à anh giỏi nhờ nói em biết xem anh bắt đầu đào cái hố này từ lúc nào bí mật anh anh đào hố nhưng em tự mình nhảy xuống anh đâu có ép đâu tống an hạo anh bật cười thích thú rồi lao thẳng ra ngoài anh chạy vào phòng tắm khóa cửa chặt Tâm Di nhìn bóng dáng anh, cô tự hỏi trong lòng mình, cuối cùng anh bắt đầu dụ dỗ cô xuống hố từ lúc nào nhỉ? Buổi sáng thơm ngon được anh bày sẵn trên bàn, cô ngồi đó đôi mắt suy tư nhìn anh chăm chăm, trong lòng thắc mắc. Anh cởi tạm dề đi đến ngồi xuống trước mặt cô, nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp, anh đưa tay búng chán cô, giọng nói vang lên vô cùng dịu dàng. Sao thế? Biểu cảm của em là gì đây? Đau đấy, em chỉ muốn biết. Anh bắt đầu gài bậy em từ lúc nào? Quan trọng với ư? Em muốn biết, anh nói đi mà. Ừm, chắc cũng hơn 3 năm. Gì như không tin những gì mình nghe thấy. Cô Hà hốc mồm nhìn anh, biểu cảm rất ngạc nhiên. Hơn 3 năm á, hơn 3 năm trước. Lúc đó anh 14 tuổi á. Tại sao chứ? Anh nói thật á? ừ. anh đúng là con nít quỷ mà. Anh là con nít quỷ, thì em là con gì? Nụ cười mê người của anh khiến cô ngượng đỏ cầm mặt. Cô lườm lườm anh rồi không nói gì nữa Tính ra cô vậy mà bị rơi xuống hố Của thằng nhóc 14 tuổi á yên tâm đi Anh nấu ăn cho em cả đời Dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó Anh đi đến công ty Cô ở nhà một mình cảm thấy vô cùng buồn chán Định đi ra ngoài thì tiếng chuông cử vang lên Đi ra mở cửa Cô bỗng chốc lặng người Xuất hiện trong mắt cô là Gia Di Cô gái nhỏ mà cô nhìn thấy hôm qua Gia Di mỉm cười Đôi mắt đượm buồn gật đầu với cô Chào chị ạ, chị là Diệp Tâm Di đủ không hả? lặng người mấy giây, sau đó cô lên tiếng trả lời. Ừ, cô là Tô Gia Di à? Chị biết tôi à? Tôi nhìn thấy cô ngày hôm qua. Vậy ư, tôi có thể vào trong nói chuyện với chị được không? Được rồi. Gia Di đi vào trong, cô lặng lẽ quan sát ngôi nhà nhỏ mà anh nhắc đến. Quả nhiên yên bình, khâu cao sang, không rộng lớn nhưng rất ấm cúng nhìn nụ cười bình yên của anh ngày hôm qua khi nhắc đến nữ chủ nhân ngôi nhà này cô biết anh hạnh phúc đến nhường nào cầm khung ảnh trên chiếc bàn nhỏ lên xem cô bỗng dưng thấy có chút ghen tị trong khung ảnh nhỏ di dựa đầu vào vai anh anh nghiêng đầu tự nhẹ lên đầu cô hai người mỉm cười rất vui đặt tấm ảnh xuống gia di nở nụ cười buồn thời gian xa cách mọi thứ thay đổi cậu bé năm ấy giờ cũng đổi thay cô ngồi đi chúng ta ra ngoài kia ngồi được không ừ dưới tán cây bằng lăng hai cô gái ngồi trên chiếc bàn gỗ cả hai im lặng thực lâu chẳng ai nói một câu cuối cùng cô đành lên tiếng hỏi cô đến đây tìm tôi là có chuyện gì thế không có gì tôi chỉ muốn xem nơi anh ấy sống thôi vậy à tâm di này hứ tôi xin chị một chuyện được không cô nói đi chị buông tha anh ấy được không nghe xong câu nói này tâm di bỗng lặng người một cảm giác đau nhói dâng lên khi cô khó thở Buông tha Cô ấy bảo cô buông tha anh ấy Thế cô không trả lời Gia Di không biết nói thêm gì Cô ấy biết làm như vậy khiến cô đau lòng Nhưng cô ấy không muốn mất đi người Bản thân dùng cả tuổi trẻ để yêu thương Bầu không khí giữa hai người trở nên buồn bã Một người không nói Người kia thì chỉ biết lặng lẽ thở dài Tâm Di Coi như tôi cầu xin chị Chị buông tha anh ấy Để anh ấy trở về với gia đình của mình được không gia đình Anh ấy là con cháu nhà họ Tống Sau này sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống Vậy à? Chị muốn bao nhiêu tiền chị cứ nói Bất kể bao tiền tôi cũng có thể cho chị Chỉ cần... chỉ cần chị rời khỏi anh ấy Tầm gì cúi đầu, đôi môi khẽ cười nhạt Hóa ra cô ấy cho rằng cô tiếp cận anh là vì muốn tiền của anh à Chẳng những tình yêu của cô và anh rẻ mạt đến vậy Vậy theo cô nghĩ Một quan hệ của chúng tôi đáng giá bao tiền Dì cắn môi không nói được một lời Đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ cụp xuống Cô cảm thấy có chút gì đó nghẹn đáng nơi cổ họng Khi cô không thể nói thành lời Cô chỉ muốn giành lại người cô yêu tôi mà Không sai đúng chứ Gia Di Tôi biết cô với họ là Thanh Mai Trúc Mã Hai người từ nhỏ cùng trải qua nhiều chuyện Nhưng thời gian qua đi Anh ấy không còn là đứa trẻ năm đó nữa Tôi biết nhưng chỉ cần chị rời khỏi anh ấy Thì chúng tôi Vậy sao cô lại không buông tay Mà phải là tôi Tại vì tôi, tại vì tôi không thể Vậy thì tôi có thể à Tôi Cô ra gì à Chúng ta ý kỷ như nhau thôi Chẳng ai muốn buông tay người mình yêu Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy Nếu cô muốn thì hãy bảo anh ấy rời xa tôi đi Cơn gió nhẹ thổi Khiến vài sợi tóc bay bay Che đi biểu cảm bên trong đôi mắt Tâm gì cúi mặt giấu đi những giọt nước mắt trực trở nơi khóe mi Giọng nói cô vang lên mang theo chút buồn buồn Còn nếu anh ấy muốn rời khỏi tôi Tôi nhất định không níu kéo Gia Di không nói gì Cô ngẩng mặt nhìn tán cánh hoa lung lay trong gió Cô khẽ nhắm đôi mắt hít một hơi thực sâu Cố gắng phải nén lại cảm giác đau lòng bên trong trái tim yếu đuối Có phải cô sai rồi không nhỉ? Xin lỗi làm phiền cô Tâm Di Không có gì đâu nếu cô muốn tìm anh ấy Có thể đến đây bất cứ lúc nào Gia Di gật đầu Cô đứng lên chào tạm biệt Tâm Di rồi rời khỏi đó Đôi mắt đượm buồn nhìn bóng lưng cô ấy Tâm Di dựa người vào cửa Cô chỉ cảm thấy bản thân mình sắp không thở được thôi Cô thực muốn biết Bản thân mình cuối cùng gây cái nghiệp gì Tại sao chẳng thể tìm được chút bình yên thế này Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ Nhìn trong đôi mắt cô gái đó Là cả bầu trời rông bão Tự nở nụ cười an à ủi chính mình Khép lại cánh cổng cô xoay lưng định bước vào Thì một giọng nói quen thuộc vang lên Tâm gì? Gương mặt xinh đẹp bỗng đổi sắc Đôi mắt long lanh ánh lên biểu cảm của sự sụp đổ Cái giọng nói này cô quên làm sao được Cơ thể nhỏ bé máy móc quay người Gương mặt của người đó xuất hiện trong tầm mắt cô Đã lâu rồi không gặp Khả Phong à Trong khỏe khắc ánh mắt hai người chạm nhau Hai người nhìn nhau thực lâu Bao lời muốn nói nghẹn lại cổ họng bao nhiêu năm nhỉ cô chẳng nhớ nữa chỉ biết cô với anh xa nhau từ lâu rồi có lẽ lâu đến nỗi cô chẳng nhớ được gương mặt anh không cô làm sao không nhớ chỉ là có những nỗi nhớ trở thành thói quen vì đã là thói quen người ta chẳng còn để ý tới mối tình đầu lúc nào cũng đẹp cũng chứa đầy những mộng mơ trong sáng ở đâu đó trên con đường nhỏ đâu đó trong từng nhánh cây ngọn cỏ vẫn lưu giữ kỷ niệm không thể quên Giá người cao lớn trong bộ quần âu đen áo sơ mi trắng Đôi mắt dịu dàng nhìn cô thực lâu Tiến phía cô một bước Anh đưa tay muốn ôm lấy cô Tầm gì vội vàng lùi về sau Tránh đi cánh tay vừa quen vừa lạ đó Quen vì từng yêu Từng cho nhau bao nhiêu kỷ niệm đẹp Lạ vì xa nhau khoảng thời gian dài Già đến mức cô chẳng còn thời gian mà đếm Nhìn cách cô tránh né Anh cúi mặt đôi môi nở ra nụ cười đau lòng Bao năm qua Khoảng cách giữa hai người chẳng thể gần nhau được anh về lúc nào thế ạ? Anh về được 3 ngày rồi. Vâng. Em không định mời anh vào à? Em... Không sao đâu. Anh hiểu mà. Cô không trả lời. Chỉ khẽ nở nụ cười nhạt. Màu không khí ngợ ngùng. Cô cũng chẳng biết mình nói thêm được điều gì nữa. Em ốm hơn trước đấy. Ai à, thì cũng khác thôi mà. Em không còn như ngày đó nữa. Ừ. Thời gian đúng là thay đổi tất cả mọi thứ. Kể cả tình cảm con người. Vâng. Có lẽ là vậy nhưng có một chuyện không thay đổi, đó là anh luôn nhớ em. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập 1 câu chuyện đã kết thúc rồi. À, các bạn có cảm nhận gì ạ? Hãy chia sẻ lại dưới phần bình luận nhé. Mai mong rằng là các bạn đã có những giây phút thư giãn vui vẻ à thoải mái với câu chuyện. À, còn bây giờ hãy đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện sẽ được phát sóng kế tiếp cũng như là theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.